Câu một thể tích của khối lập phương cạnh bằng a là gì? Thì đương nhiên v của chúng ta sẽ bằng là gì? a mũ 3, đương nhiên rồi, đáp án D. Câu 2 cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình vẽ thì hàm số fx nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? Đương nhiên fx của chúng ta sẽ nghịch biến trong khoảng từ âm -1 cho đến 2 hoặc các khoảng con hoặc khoảng từ 5 đến vô cùng thì đương nhiên các em có khoảng từ âm -1 đến 1 là khoảng con của khoảng từ âm -1 đến 2. Ok. Giá trị lim khi x tiến đến 0 của cái này là bằng gì? Thì các em cho x bằng 0 mà thôi, là 2 chia -1 thì bằng âm -2. Được chưa? Ok nhá. Rất dễ thôi. Tiếp tục này tiếp tục chúng ta đến với câu 4, câu 5, câu 6 mấy câu đầu thì nó dễ đâm ra là chúng ta sẽ làm tương đối nhanh câu 4, một hình nón có chiều cao biết rồi bán kính đáy biết rồi thì diện tích xung quanh của hình nón bằng bao nhiêu các em biết được chiều cao bán kính đáy thì các em sẽ biết được cái đường sinh thì bằng căn bậc 2 của r bình phương cộng h bình phương nó là 9 cộng 14 thì bằng căn 13 câu hỏi bài toán liên quan đến diện tích xung quanh của hình nón diện tích xung quanh của hình nón được tính bởi công thức là pi nhân r nhân n nào nó nó chính là 3 lần căn 13 pi đáp án đâu được chưa? Câu số 5 cho tập hợp A có 5 phần tử, số các hoán vị của A thì đương nhiên nó là 5 giai thừa rồi. Được chưa? Mặt cầu có bán kính R bằng 2 thì có diện tích diện tích của một mặt cầu được tính bởi công thức là 4 pi nhân R bình phương. Xong, nó là 4 pi nhân với nhân với 2 bình phương, 4x4 16π, các em chọn đáp án B. Quá dễ đúng không? Không có gì lăn tăn cả. Rồi tiếp theo là câu 7, câu 8 và câu 9. Câu 7 trước nhá. Câu 7 trong không gian Z cho mặt cầu P, à mặt phẳng P có phương trình là x y cộng với 2z 1 bằng 0 thì vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P đương nhiên các vectơ cùng phương với vectơ một âm một dương hai thì các em có luôn vectơ này này là vectơ cùng phương luôn thì các em chọn luôn phương án A giá trị của tích phân từ 0 đến 1 của trị đối x dx là gì đừng lo no cái trị tuyệt đối tại vì là bản chất khi mà các em nhìn thấy là x thuộc đoạn âm một đến một à không đến một thì trị đối x bằng x các bạn dùng casio cũng được cái giá trị này nó là tích phân từ 0 đến một của x dx được chưa thì nó là x bình phương trên hai cận là không đến một thì đương nhiên nó bằng một phần hai trừ đi không thì đương nhiên nó bằng một phần hai chọn b cho hàm số fx có f(x) biết rồi thì số điểm cực trị của hàm số fx là gì? Các em viết lại f(x) của chúng ta dưới dạng là x mũ 3 nhân với 1 x thì các em thấy ngay được là f(x) đổi dấu đúng hai lần qua các điểm x 0 và x 1 nên chúng ta sẽ có tất cả hai điểm cực trị là các em chọn được cái phương án là phương án B. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là câu số 10. Cho cấp số nhân UN các em có độ U2 biết rồi, U3 biết rồi thì câu hỏi bài toán là công bội của cấp số nhân thì bằng bao nhiêu? Các em lấy U3 chia cho U2 thì bằng 3/2. Công bội các em nhá, đây không phải là công sai, đừng nhầm với công sai nhớ chưa? Nhá, công bội các số nhân nhá được chưa rồi tiếp theo chúng ta đến với câu số 11 đó là hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên r đồng biến trên r thì các bạn thấy là cái phương án này và phương án này là các em phải loại phương án này là loại luôn này tại vì nó không xác định trên r được chưa ở đây các em thấy ngay phương án c là đúng rồi y bằng x mũ hai năm đương nhiên là đồng biến trên r quá dễ tọa độ tân đối xứng của tiệm số này là gì các em thấy là tiệm cận đứng đó là x bằng không và tiệm cận ngang đó là y bằng một phần hai như vậy tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số này chính là điểm có hoành độ là không tung độ là 1 phần hai nó là giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị bậc nhất cho bậc nhất quá dễ các em chọn C nha câu 12 chọn C cho thầy rồi ok tiếp theo là câu số 13 câu số 13 người ta hỏi các em là tập xác định của hàm số này là gì không phải người ta mà thầy hỏi rồi cái hàm số này xác định khi nào các em nhớ là cái pi của chúng ta không hề thuộc z nên cái điều kiện để hàm số này xác định là gì là x trừ đi 3 tất cả bình phương nó phải dương được chưa và x trừ ba tất cả bình phương phải dương tức là các em phải có cái điều kiện là x khác khác 3 Như vậy tập xác định làm số này là R trừ đi 3 Đừng có làm sai ngu câu này nhé em nhé Nhớ chưa nhỉ Rồi câu tiếp theo là câu số 14 Câu 14 chúng ta có bài toán là Với mọi x lớn không thì biểu thức P có giá trị bằng gì Đương nhiên là các em có được P của chúng ta là X mũ 13 2 này Nhân x mũ 2 3 Thì nó là x mũ 13 2 cộng với 2 3 Tốt nhất là các bạn dùng Casio ra Đấy, thì bây giờ thầy dùng ca siêu luôn 13 phần 2 cộng với 2 phần 3 Giá trị là 43 phần 6 Như vậy cái này là x mũ 43 phần 6 Các em chọn C Quá dễ, đúng không? Nhá Ok, đấy là câu số 14 Bây giờ sang câu số 15 Rồi, 15, 16, 17 Chiến luôn 3 câu 15 này Cho khối lăng trụ ABCDA, B, C, D Có đáy ABCD là hình vuông cạnh là 1 và thể tích bằng 8 Thì chiều cao của khối lăng trụ thì bằng bao nhiêu? Chiều cao các em biết được là cái thể tích của chúng ta sẽ là diện tích đáy Nhân với chiều cao như vậy ta có chiều cao thì bằng thể tích chia cho diện tích đáy và thể tích của chúng ta thì bằng 8, diện tích đáy bằng 1. Như vậy cái này bằng bằng 8. Các em nhớ hình vuông cạnh là 1 thì diện tích của một hình vuông cạnh là 1, đó là một bình phương đó là 1 luôn nhá. H của chúng ta bằng 8, các em chọn đáp án A. Hàm số nào cho các hàm số sau có đồ thị như hình vẽ? Được chưa? Các em nhìn này, các em loại đi phần này đi. nó là nghịch biến mà. Cái này đồng biến mà. Loại đi phần B. Cái phương án C, cái tập xác định của nó là x thuộc khoảng từ 0 âm vô cùng đến không Đây Tập xác định là x thủ quả từ không dương vô cùng kem loại em x đồng biến loại phương án này là hợp lý tại vì nen của một trên x thì bằng bằng bao nhiêu các em? bằng bao nhiêu và âm nen x để cho thì đây là cái hàm số đó nhá rồi câu số 17 Trong OXZ, cho cô nó nói z cho vectơ u và điểm m tọa độ vectơ u cộng với vectơ m bằng gì để chưa thì các em cộng hoành độ thôi nhá các em nhớ vectơ u vectơ om chính là vectơ có tọa độ chính là tọa độ điểm m luôn thì nó cộng hai hoành độ là không này cộng hai cái tung độ là âm một này tức cộng hai cao độ bằng không chọn B quá dễ đúng không Ok nhá đa số các bài toán trong đây là do thầy sáng tác đấy hầu hết 50 câu thì chắc phải tầm tỷ lệ thầy chế mới nó chắc là nó phải rơi vào tầm độ khoảng chắc là rơi vào tầm 90 phần trăm họ nguyên hàm của hàm số này là gì nó họ nguyên hàm của hàm số này thì đương nhiên nó là âm cô tang x cậu C các bạn có nhớ không nhỉ sai ngu câu này là toang đấy các em ạ các em nhớ thầy một điều như này nhá đạo hàm của hàm cô tang x mà đem đạo hàm ấy thì bằng âm 1 trên sin bình phương x những cái này những cái đương nhiên là các em phải làm được tập nghiệm của phương trình này là gì thì phương trình tương đương với x bình phương nó bằng hai mũ âm hai đúng không thì tương đương với là x bình phương nó bằng 1 phần tư vậy các em sẽ có hai nghiệm là x bằng một phần hai hoặc là x bằng âm một phần hai các em chọn đáp án a câu số hai mươi khối trụ có thiết diện qua trục một hình vuông cạnh là một thì các em có được cái khối trụ đây này, này thiết diện qua trục nhá là một hình vuông cạnh là một các em nhá đây hình vuông cạnh là một đây đó thì các em sẽ có được cái bán kính khối trụ R của chúng ta sẽ là 1 phần 2 và chiều cao H thì bằng 1 và do đó các em có được thể tích của khối trụ V của chúng ta bằng pi nhân R bình phương nhân H thì bằng pi nhân 1 phần 4 nhân 1 thì bằng 1 phần 4 nhân với 1 phần 4 nhân pi các em chọn B rất dễ đúng không như vậy câu 20 chọn B nhá câu 20 chọn B nhá rồi tiếp theo là câu số 21 câu 21 chúng ta có bài toán như sau cho khối chóp SABC các em gọi SA vuông mặt phẳng ABC, các em gọi SA bằng AB bằng BC bằng CA bằng 1. Thể tích khối chóp đã cho thì bằng bao nhiêu? Đương nhiên các bạn có được diện tích của tam giác ABC, tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng 1 nên diện tích tam giác ABC bằng căn 3 trên 4. Do đó cái thể tích khối chóp SABC các em sẽ lấy 1/3 của SA nhân diện tích của ABC. Thì cái này bằng căn 3 chia 12, căn 3 chia 12 các em chọn đi. Câu 21 chọn đi nhá, không khó khăn gì cả. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu số 22. <laughs> Câu 22 cho cô thằng nói Z cho mặt cầu S của phương trình biết rồi thì đường kính mặt cầu này là bằng bao nhiêu? Các em nhớ này, cái bán kính R của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? Các em nhớ là cái tâm Y, tâm Y của mặt cầu của tâm tâm là cái này chia âm 2 là âm 1 này. Âm 4 chia âm 2 cái này là 2 này, và âm 4 chia âm 2 cái này là 2 này. Thì từ đó các em có bán kính R bằng căn bằng 2 của 1 cộng 4 cộng 4 trừ đi 0 đúng không? Thì bằng bằng căn 3. Bằng căn 9 thì bằng bằng dương 3 nhá. R bằng dương 3 các em chọn A. Dễ đúng không? không phải dễ mà nó không khó à quên thôi chết tôi rồi <laughs> mình lại nửa chính bản thân mình này nào xe đường kính anh em nhá đường kính d của chúng ta sẽ bằng 2 r thì bằng 6 được chưa rồi thầy vừa miêu tả lại cái tâm lý của rất nhiều bạn khi làm bài này đó nếu mà các bạn còn nói chết tôi rồi được như thế là tốt đấy còn nhiều bạn tới đấy nướt qua luôn là các em làm sai được chưa đi bài hỏi đường kính nhá các em nhá thầy nhớ là trong cái đề chính thức năm năm vừa rồi thì vậy năm hai 20, năm hai năm hai hai gì đấy có một cái câu giống hết như này luôn người ta cho một cái phương trình mặt cầu xong người ta hỏi các bạn là đường kính đề của bộ nhá đề chính thức ý. và tới câu này là câu mà rất nhiều bạn làm sai chôn <laughs> chôn vn đúng không nửa ác luôn ấy các bạn thấy thấy thầy vừa diễn tả cái gương mặt của những cái bạn nào sai câu này có 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 chuẩn không thầy hỏi thầy đấy thầy vừa cố tình diễn đấy Chứ không phải là thầy làm sai đâu Thầy chế ra đề này làm sao mà thầy sai được Thầy vừa diễn ấy Để thầy xem các bạn comment này. Đó Được chưa May thì sinh không sai Thế đi tốt rồi Rồi tiếp tục nhá Thôi tiếp tục đi Tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục Rồi 22 câu rồi Sang câu 23 ừ. Mấy câu đầu thì thầy chữa nhanh thôi nhá Thời gian nó không có nhiều nếu mà giả sử chữa năm hai buổi thì chúng ta rung răng rung rẻ được nhưng đây là có một buổi thôi. À, nên mình phải tập trung. À, trên, trên khoảng không đến vô cùng họ nguyên hàm của hàm số này là gì? Mình viết lại hàm số fx nó dưới dạng là căn x cộng với 1 trên căn x. Thì ta suy ra nguyên hàm của hàm số fx dx thì là nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 dx này cộng với nguyên hàm của x mũ âm 1 phần 2 dx này. Thì cái này nó bằng gì đây? x mũ 1 phần 2 cộng 1 trên 1 phần 2 cộng 1 cộng với x mũ âm 1 phần 2 cộng 1 trên âm 1 phần 2 cộng 1 cộng C đúng không? Thì cái này nó chính là gì đây? 2 phần 3 x căn x này, đúng không? Cộng với cái này là 1 phần 2 là 2 lần căn x cộng C. Dấu cộng hết nha các em nhé. Đáp án A. Mấy cái bài này các em nên làm cẩn thận. Làm uh, từ từ ra nhá Làm từ từ ra không có gì để vội cả Nhá Có bạn vừa comment là hôm nay thầy ráp ít quá. Hôm nay chữa chậm hơn bình thường à? Rồi câu 24 nhá, cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2 thì quay hình vuông này quanh cạnh AB thiết diện thu được có thể tích bằng bao nhiêu? Một cái hình vuông như này này, mà các em đi quay quanh quanh AB như này thì thiết diện thu được có thể tích bằng bao nhiêu cạnh thì bằng hai được chưa và khi các em quay quanh AB như vậy thì các em sẽ có được một cái khối gì khối trụ đúng không khối trụ có chiều cao h của chúng ta thì bằng hai bán kính đáy r bằng hai do đó cái thể tích của khối trụ bằng pi nhân r bình phương nhân h thì bằng 8 pi 8 pi các em chọn đi rất dễ không có gì khó khăn cả nhá rồi câu số 25 bắt đầu từ câu này thì mình sẽ phải tính toán nhiều hơn một tí thôi Điểm cực tiểu của hàm số fx là gì? Điểm cực tiểu của hàm số được em tính f phẩy do thôi. Đạo hàm của tử nhân mẫu trừ đạo hàm của mẫu nhân tử chia cho mẫu bình phương. Đó, thì cái này các em có thể viết nó là 1 chữ x, là âm của x chữ 1 nhân x cộng 1 đấy. Đúng không? Rồi, đề bài hỏi các em điểm cực tiểu đây điểm cực tiểu đây. Các em có hai cái ý điểm đặc biệt điểm âm một và 1 thì x làm cho f phải x của chúng ta sẽ bằng 0 tại hai điểm này. Trong khoảng từ một đến dấu vô cùng thì nó dương âm dương đúng không? Axit lại nằm rồi. Rồi trong khoảng từ một đến dấu âm dương âm đây rồi âm à? Như vậy thì các em thấy là điểm cực tiểu là điểm nào đây? Điểm cực tiểu là điểm x bằng x bằng âm một nha các em nhá. Vậy điểm này là điểm cực tiểu. Để bài hỏi điểm cực tiểu thì các em phải xem điểm cực tiểu. Chứ các em đừng nhìn giá trị cực tiểu làm gì cả. Đồng nhau nhỉ? Nhá. Rồi câu này chọn a. Câu 26 này Xét tích phân y bằng tích phân từ âm 2 cho đến 3 Của x trên x bình phương cộng 1 dx Đặt t bằng x bình phương cộng 1 thì giá trị của t Thì à, thì giá trị của y là bằng bao nhiêu Rồi nếu mà các em đặt t bằng x bình phương cộng 1 ý, Thì các em có được cái dt của chúng ta ấy, Thì là 2x nhân với D, dx Vậy thì cái y của chúng ta các em đổi cận luôn nhé X bằng âm 2 thay vào đây thì t bằng mấy T bằng 5 này X bằng 3 thay vào đây thì t bằng 10 này Của x dx của chúng ta chính là dt trên 2 mẫu thức của chúng ta vẫn là t như vậy xong rồi nhá như vậy đó chính là 1 phần hai nhân với tích phân từ 5 đến 10 của dt trên t rồi các em chọn a Thầy đến câu 27 này m lớn và m nhỏ lần là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên đoạn từ 0 đến 1 thì giá trị của m lớn cộng m nhỏ Để bằng bao nhiêu các bạn tính đạo hàm được hoặc các em xét cái f0 thực ra cái hàm số này là hàm số gì hàm số luôn đơn điệu trên đoạn 0 1 các em biết điều đấy đúng không thì các em xét cho thầy cái f0 nào các okay, em xét ra cái F0 F0 thì các em thấy bằng 0 vào thì bằng 22 F1 của chúng ta sẽ bằng 22 Cộng với 1 phần 2 Ta suy ra M lớn cộng M nhỏ chính là F0 cộng F1 thôi nhá. Thì là 22 cộng với 22 cộng với 1 phần 2 Thì đây là 44,44,5 Chọn đi Vậy thôi nhá. Rồi câu 27 cũng rất là dễ Chắc là không có bạn nào làm sai đâu Câu 28 này Cho cô ta nói cho điểm M có tốc độ ABC Nằm trên mặt phẳng OIZ rồi, các em lưu ý là mặt phẳng o, I, Z là mặt phẳng có phương trình là x bằng 0, nghĩa là tất cả các điểm thuộc mặt phẳng o, I, Z thì đều có hoành độ bằng 0. Như vậy từ đó ta suy ra được là a bằng a bằng 0 vì m thuộc mặt phẳng o, I, Z đúng không? Lại có b cộng 1 thì bằng bằng 0 và 2c cũng bằng 0 tại vì nó bằng a. Từ đó ta suy ra được là b của chúng ta sẽ bằng âm -1 này, c bằng 0. Do đó các em tìm được b trừ c thì bằng âm -1. Vậy thôi nhá. B trừ C bằng âm 1 các em chọn đi không có gì năn năn cả câu 28 xong Bây giờ mình sang câu 29 luôn này Câu 29 các em có hàm số fx có nguyên hàm của fx dx thì bằng cái này Tính f của pi trên 2 Kem lấy, lấy đạo hàm hai vế nhá Các em chỉ cần lấy đạo hàm hai vế để kem tìm hàm fx ngay Để mà tìm hàm fx các em có được fx của chúng ta ấy Thì nó là nguyên hàm của fx dx các em lấy đạo hàm của anh này Đạo hàm ngược lại là kem ra Thì đó chính là x nhân với sin x đạo hàm Cậu c cũng được như c đạo hàm thì bằng không Đạo hàm anh này đúng không? Thì đạo hàm của số thứ nhất nhân với số thứ hai Hoặc các em dùng Casio luôn, các em D trên DX là xong. Đạo hàm tính đạo hàm ấy chức là tính đạo hàm Casio các em. Cộng x nhân cốt cốt x. Từ đó ta suy ra cái F của P trên 2 để bài yêu cầu tính ấy thì nó là sin của P trên 2 cốt P trên 2 bằng 0. Như vậy cái này bằng 1. Các em chọn đáp án B, rất dễ ấy, đúng không? À, chọn B nhá. Rồi, tiếp theo là câu số 30. <laughs> tiếp theo câu 30 cho nó có bài toán như sau. Trong câu ta nói Z cho điểm A có tọa độ là âm 2, 0, 0 điểm B có tốc độ 0 1 0, và điểm C có tốc độ 0 âm 3 thì khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng ABC là gì? Và này có rất nhiều cách. Các bạn có thể dùng cái viết cái phương trình của mặt phẳng ABC hoặc các em xử lý luôn theo phương trình uh, mặt trắng hoặc là các em thấy luôn là tứ diện các em nhìn này. Tứ diện. Tứ diện là OABC. Nó vuông tại đâu cả lớp? Vuông tại O đúng không? Thì ta sẽ có được cái một trên khoảng cách từ điểm O nó mặt phẳng ABC bình phương thì bằng một trên OA bình cộng 1 trên OB bình. Cái làm cách này cũng được như nhau cả. Cái này là 1 trên 4 này, cộng 1 trên 1 này, cộng 1 phần 9 này. Đó, thì các bạn tính cái này ra, xem cái giá trị nó bằng bao nhiêu nhé. 1 phần 4 cộng 1 cộng 1 phần 9, cái giá trị này bằng 49 phần 36. Từ đó ta tính CAD bằng 6 phần, 6 phần 7, rất dễ. Đúng không? Rồi, câu số 31. Câu số 31 này. Các em có số nghiệm thực phân biệt của phương trình này là gì? Rồi. Câu 31 cho các bài toán như sau. Đề bài yêu cầu các em tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình là nền x nhân nền của x cộng 1. Đúng không? Rồi, thì các bạn thấy là như này này. À, các bạn thấy là điều kiện của chúng ta là x lớn không và x cộng 1 cũng phải lớn không. Tức là các em chỉ cần điều kiện là x lớn không là đủ. Với điều kiện này thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì? Phương trình tương đương với nền x bằng 0. Nền của x cộng 1 nó sẽ bằng 0. Từ đây các em sẽ có được x bằng 1 hoặc là x cộng 1 bằng 1. Tại vì nên 1 thì bằng 0 mà. Tức là các em sẽ có được x bằng 1 hoặc là x bằng 0. x bằng 0 thì các em loại đi tại vì điều kiện là x lớn không. x bằng 1 thì thỏa mãn. Như vậy phương trình này có đúng một nghiệm duy nhất đó là x bằng x bằng 1. Được chưa? Câu 31 chắc là câu có mức xác thương cao nhất trong 31 câu đầu tiên. Câu 27, 28, 29, 30, 31. Ô, câu 31 chọn B nhiều bạn làm đúng lắm. 81,3% ở thể đánh giá hơi cao câu 31 rồi. Câu 31 thể tượng là phải dưới 60% là đúng hóa ra là các bạn làm đúng nhiều lắm. Ok, tốt rồi nha Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái câu số 32. Câu 32. Nghe này. Câu 32 cho chúng ta có bài toán như sau. Khối cầu có bán kính đi bằng 8. Mặt phẳng P cách tâm của khối cầu một khoảng thì bằng 4. Thiết diện của P và khối cầu là hình tròn có diện tích thì bằng bao nhiêu? em nghe nhá. Một khối cầu này một khối cầu này có bán kính thì bằng 8 này, bán kính bằng 8 này, R bằng 8 này. Đó, mặt phẳng P cách tâm của khối cầu một khoảng bằng 4, đúng không? Đó thì đây, cách tâm của khối cầu một khoảng bằng 4. Đó, thì người ta yêu cầu các em giải quyết vấn đề là gì? Thiết diện của P và khối cầu là hình tròn có bán kính bằng bao nhiêu? Đó. Thì bán kính hình tròn R của chúng ta sẽ bằng căn của R bình trừ D bình. Đây là cái mô hình mà một cái mặt phẳng và một mặt cầu cắt nhau thôi. Thế đây bằng căn bậc hai của 8 bình trừ đi 4 bình. Được chưa? Rồi, uh, căn bậc hai của 8 bình trừ 4 bình. Rồi nó bằng 4 căn 3. Câu hỏi bài toán là gì đây? Tiết diện của P và mặt khối cầu là hình tròn có diện tích S của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng bằng pi R bình phương. Các em nhớ là diện tích của hình tròn nhá. Bằng pi nhân với 4 nhân với 48, 48 pi thôi. Chọn đáp án C. Hiểu bài không? Câu 32 chọn C nhá. Rồi thầy đến với câu 33. Chuẩn bị đến lúc mà phải chữa kỹ rồi. Mấy cái câu này thì thầy chữa nhanh, còn có thời gian để chữa hết 50 câu. À, thầy còn gửi bảng xếp hạng nữa cơ. Câu 33 cho các bài toán như sau. Cho hai số AB thỏa mãn điều kiện là kem có điều này và điều này. Đề bài yêu cầu kem tính noga cơ số A bình phương của B. Các bạn có thể thấy đây là cơ số 2 này, kem có được như này nhá. Kem có được cái gì đấy? Các em có được cái gì đấy? Nào, cái loga cơ số 2 cái 11 này thì bằng noga cơ số 2 của 2B đúng không? Thì bằng 1 cộng với noga cơ số 2 của B. Từ đó ta suy ra noga cơ số 2 của B bằng mấy? Bằng 10 đúng không? Tiếp tục này, các em có được 3 lần noga cơ số 2 của A thì bằng 3. Thì từ đó ta suy ra là cái loga cơ số 2 của A thì nó sẽ bằng 1. Hai điều này này, các em có được cái loga cơ số A bình phương của B ấy, Tốt nhất là các em đưa về cơ số 2 thì các em dùng công thức đưa về cơ số 2 là noga cơ số 2 của B chia cho noga cơ số 2 của A bình phương. Cái giá trị này chính là noga cơ số 2 của B trên 2 lần noga cơ số 2 của A. Noga cơ số 2 của B thì bằng 10, còn 2 lần noga cơ số 2 của A là bằng 2, như vậy cái này bằng bằng 5 nhá. Bằng 5 thì các em chọn đáp án A, vậy thôi. Đúng không? Bằng 5 thì các em chọn A. Nhá. Rồi, Tiếp theo chúng ta đến với câu số 34. Câu 34 thầy cho chúng ta có bài toán như sau. Cho hàm số f(x) có f(x) thì bằng trị x-1 với mọi x thuộc R. Biết f âm 1 giá trị của f3 thì bằng bao nhiêu? Những cái bài này các em nên dùng cái tính chất yếu tố liên quan đến tích phân là xong, đúng không? Để bài cho f âm 1 để bài yêu cầu các em tính f3. Vậy tốt nhất là các em nên xét cái giá trị là f3 trừ f âm 1 để các em quy về tích phân nhá. Các em xét cho thầy này. Nào, các em xét thử cái F3 trừ đi F âm 1 thì nó bằng tích phân cận từ âm 1 đến 3 của F phải x Đây là tích phân từ âm 1 đến 3 của trị độ x trừ 1 dx Cái này các em dùng Casio cái là xong luôn. Nếu mà các em làm tự luận các em phải tách ra thành cái việc là phá cái dấu giá trị tuyệt đối. Còn ở đây thì trong phòng thi thì làm tự luận làm mấy bài này làm gì cho mệt. Mình có Casio thì tội gì mình không dùng Casio. Trừ 1 cận là từ đâu âm 1 đến 3 rồi cái giá trị này bằng 1 các em ạ bằng 1 mà cái giá trị f âm 1 này thì bằng mấy bằng 2 thì các em sẽ có được f3 bằng mấy f3 bằng 2 cộng 1 bằng, bằng, 3 đáp án của chúng ta sẽ là đáp án đi nhé câu 34 chọn đi cho cô giáo nói z cho mặt cầu tâm o tiếp xúc với mặt phẳng p thì bán kính mặt cầu thì bằng bao nhiêu một mặt cầu có tâm là gì đó bài này là tâm o Ok, mà tiếp xúc với mặt phẳng P thì bán kính của mặt cầu chính là khoảng cách từ điểm này đến mặt phẳng P, đúng không cả lớp nhá? Các bạn có 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 hiểu điều đấy không nhỉ? Đó, tiếp xúc thì bán kính mặt cầu đó chính là khoảng cách từ cái tâm này này đến mặt phẳng P. Như vậy thì bài này ý, rõ ràng các em chỉ cần tính R Đó là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P là xong. Và kem tính được cái này thì xong. Thì khoảng cách từ O mặt phẳng P thì các em thay vào 2 nhân 0 cộng với 3 trên căn bậc 2 của 2 bình cộng 0 bình cộng 0 bình về nguyên tắc công thức của chúng ta như vậy thôi. Thì cái này bằng 3 phần 3 phần 2 thế thôi. B Bài toán thì rất là dễ Nhưng mà các em phải làm cũng phải cẩn thận Nếu không thì các em cũng dễ sai đấy Đó, Thì có 35 năm này chọn B Thì em đúng là 80% Bài toán thầy chỉ yêu cầu các em tính công thức Mà vẫn có 80% làm sai Đó sao có ba năm nhỉ? Đến có 35 năm rồi cơ Rồi có 36 nhá Sắp đến phần vận dụng cao rồi các em Các câu hôm nào mà cần chữa kỹ thì thầy sẽ dừng lại lâu hơn một tí nào, câu 36 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng A, có góc ABC bằng 60 độ. Như vậy với một cái hình thoi cạnh bằng A góc bằng 60 độ thì đây là hai thứ đều chập lại với nhau. Biết rằng SD vuông góc mặt phẳng ABCD và góc giữa SB và mặt phẳng ABCD bằng 60 độ. Đây. Góc giữa SB và mặt phẳng ABCD bằng 60 độ thì các em hiểu là cái góc 60 độ của chúng ta chính là góc này này. Nó là 60 độ này. Và cạnh mà A mình chuẩn hóa A 1 cho dễ, dễ tính nhá. Được chưa? Thì cái góc này mà 60 độ này các em lưu ý này. Nó này là 60 độ này. Thì các em sẽ có ngay được AD của BD của nó bằng gì? À, tam giác ABD là tam giác cân tại A có góc ở đỉnh A thì bằng 120 độ. độ độ dài cạnh hai bên này bằng 1. Như vậy BD của chúng ta sẽ bằng căn 3. BD bằng căn 3 đúng không? Và cái tam giác SBD các em nhìn vào các em tính được cái chiều cao SD ngay nhá. SD sẽ bằng là BD nhân với tang của 60 độ thì bằng căn 3 nhân với căn 3 thì bằng 3. Như vậy các em tính đi chiều cao. Và diện tích của ABCD các em cũng tính được ngay. Diện tích ABCD thì nó là hai tam giác đều chập lại với nhau, mỗi tam giác đều có độ dài cạnh là một. Nên diện tích của chúng ta sẽ là căn 3 trên 4 là mỗi tam giác nhân với 2 thì bằng căn 3 trên 2. Từ đó các em sẽ có được cái thể tích của khối chóp SABCD thì nó là 1 phần 3 nhân với chiều cao nhân với diện tích đáy. Thì cái đáp án của chúng ta sẽ là căn 3 trên căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2 các em chọn được cái phương án là phương án A. À, dễ thôi. Đúng không? Rồi. Đó. Nào. nào các em nghe nhé. Các em thấy ngay được là Đây nhá Các em có một cái nhận xét đơn giản này thôi Một cái nhận xét cực kỳ dễ Dễ hiểu Nhận xét này Ai cũng biết được điều này Đó là Y bằng cốt là hàm chẵn Được chưa? Hàm chẵn à, Tức là đồ thị hàm số sẽ nhận trục tung nằm trục đối xứng Do đó thì các em sẽ có được cốt của trị độ x Và cốt bằng nhau Với mọi x thuộc r Được chưa? Như vậy thì đương nhiên nó có đạo hàm tại mọi điểm thuộc R. Hai cái hàm số này là hai hàm số đồng nhất. Cốt X và cốt chỉ X nó giống hết nhau. Tất cả các điểm nó đều bằng nhau với mọi thuộc R. Được chưa? Rồi. Như vậy Y phẩy của chúng ta sẽ là cốt X đạo hàm. Thì mà âm sin X. Thế thôi. Ta suy ra Y phẩy tại không của chúng ta sẽ bằng mấy? Bằng bằng không <laughs> Thầy hỏi thêm một chút nhé. Thầy hỏi thêm một chút. Chắc là nhiều bạn sẽ muốn quan tâm đến cái câu hỏi này này thầy hỏi thêm này Ok Thế bây giờ thầy xe thay hàm này Thì là y bằng sin của chị độ x thì sao thì đây chính là cái câu trong cái đề tham khảo đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Xin x Thì sao sao viết này cho nó tình cảm nhá, cho nó kiểu như là cho nó hơn dỗi một tí nhá. Chứ sao thì sao? Được chưa? Hoặc là y bằng trị độ x mũ 3 thì sao? Đó, thì sao? Thì các bạn trả lời được không? Đó. Thôi, tiếp tục một tí nào. <laughs> thì sao? Nào, các em hãy tự suy nghĩ, tự trả lời xem nào. Đấy nhá, còn câu 37 này thì chọn A và tỷ lệ em đúng câu này chỉ là 50% thôi. 50% là đúng. Đó thì các bạn hãy tự suy nghĩ và các em hãy tự là đưa ra cái câu trả lời suy nghĩ xem nó như nào nhá thì gợi ý luôn thì nó luôn đáp số này cái này ý, thì nó không có đạo hàm tại x bằng không còn cái này nó vẫn có đạo hàm tại x bằng không và đạo hàm của nó thì giá trị đạo hàm bằng không còn tại sao lại thế oh, không nghe máy được được chưa tại sao lại thế lại thêm mình Alo? mẹ à, con đang dạy học vâng mẹ gọi trang ấy Lớp mấy đây thầy ơi, kiến thức này thì là lớp 11 Và ôn đánh năng lực của lớp 12 cũng được Ngoài ra thì um, Nếu mà Làm những bài này thì các em có thể phát họa đồ thị Nhìn cái sự trơn trượt của đồ thị cũng được nhá Nào câu số 38 này Nghe nhé Thể tích của một khối nón Nội tiếp khối cầu có bán kính bằng 2 Đồng thời thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân là gì một khối nón này nội tiếp một khối cầu có bán kính bằng hai đây thiết diện qua trục là ta đã vuông cân à thiết diện qua trục là giác vuông cân nhá ừ. đúng không thiết diện qua trục là giác vuông cân này vuông cân đó một khối nón nội tiếp khối cầu thì các em thấy là cái tâm của khối nón và cái đáy của khối cầu nó sẽ nó sẽ trùng nhau tại vì thiết diện qua trục là nó vuông cân mà nó ta là vuông cân thì tâm đường tròn ngoại tiếp đây nó chính là tâm của cái cái đáy của khối nón và nó chính là tâm của khối cầu đúng cả lớp nhá tại vì đây nó vuông cân thì góc này vuông đây thì cái này là đường kính đây rồi nhá như vậy thì các em sẽ có được cái bán kính r bằng hai H cụ sẽ bằng 2 Do đó thì các em sẽ có được cái thể tích của khối lón V của chúng ta sẽ là 1 phần 3 Pi nhân R bình phương nhân với H Vậy thôi, nó là 1 phần 3 Pi Nhân với 2 bình phương nhân 2 Đó là 8, đáp án là 8 phần 3 Pi Hiểu bài không? Thế thì yêu cầu các em tính thể tích mà đó, Thì câu số 38 Chọn đáp án C Và tỷ em đúng câu này là 80% Rồi, từ câu 39 trở đi thì thầy sẽ phải chữa kỹ Tại vì theo thông lệ thì từ câu 39 trở đi sẽ bắt đầu Nó sẽ ở một cái tầm mới rồi Nó khó hơn so với mấy câu trên Đặc biệt là những câu cuối cùng là những câu khó nhất Đề này thì không quá khó Nhưng mà cái phần đề nó sẽ là đề hay Tại vì có nhiều bài toán ấy Mà các em làm các em sẽ cảm thấy rất là khó chịu nó Ví dụ như câu 39 này bạn nào mà không quen Thì các em rất là khó chịu mặc dù nó cũng không có khó đâu mấy câu này thầy ngồi thầy chế đấy em hiểu là cái công cuộc chế đề ấy, ngoài việc chế đề ra thầy còn vẽ đồ thị này thầy ngồi thầy vẽ đồ thị này mà vẽ đồ thị ra giấy thì dễ nhá vẽ đồ thị bằng máy mới khó xong thầy đã bắt đầu thầy ngồi thầy vẽ cái S1 để chiếu vào đây S2 chiếu vào đây vẽ cái gạch này. đó xong rồi thầy ngồi thầy tính toán làm sao cho cái số liệu nó đẹp đó. ví dụ như số liệu nó phải hợp lý tính S1 để 2 ra nhìn là số liệu nó phải hợp lý nên cái đề nên cái câu này trông thế này là thôi Nhưng mà cái công sức để vẽ ra Gõ ra câu này mệt lắm Các em làm thì các em có thể làm tầm Một phút hai phút là xong một câu Nhưng để mà soạn ra một cái câu như này thì Thầy có khi mất 15 phút thì ngồi thì soạn Thì hục ngồi soạn, ngồi chế xong ngồi vẽ Có những câu mà thầy ngồi thì chế đề có khi phải mất cả lượng này Chế để bài toán mới Nhưng mà vận dụng cao ấy <cười> Nào <cười> Cho làm số Fx xác định trên R và có đồ thị nhìn vẽ Thì các em có được 2S1 thì bằng 3S2 được chưa? Ok, và tích phân từ âm 3 đến 3 của fxdx thì bằng 1. Để bài yêu cầu các em tính tích phân từ âm 1 đến 3 của fxdx bằng bao nhiêu? Rồi, thì bây giờ các em để ý này. Để bài cho cái tích phân từ âm 3 đến 3 của fxdx bằng 1 đúng không? Thì các bạn đổi qua diện tích đi, tại vì đây các em có diện tích ở đây thì các em đổi qua S1 và S2 cái mối quan hệ giữa cái tích phân này và S1 và S2. Thì thầy có dạy các bạn rồi, khi mà các em xét cái tích phân từ âm 3 đến 3 của fxdx ấy, thì các em sẽ lấy cái diện tích của phần nằm bên trên trục hoành xong các em trừ đi cái phần diện tích của phần nằm bên dưới trục hoành thì các bạn thấy chỉ có phần nằm trên bên trục hoành chính là s 1 này còn phần nằm bên dưới trục hoành chính là s 2 <laughs> vậy các em có ngay s 1 chia s 2 bằng một nhá rồi vậy thì ta sẽ có một cái mối quan hệ giữa s 1 và s 2 đó là s 1 trừ đi s 2 bằng một và s 1 và 2 s 1 trừ đi 3 s 2 thì bằng 0 từ đó các em tìm được s 1 và s 2 nhá Thầy đấy cố tình cho số liệu đẹp để ra để S1 của chúng ta sẽ bằng 3 Và S2 của chúng ta bằng, bằng 2 Nhưng nếu như các bạn là một người soạn đề chuyên nghiệp giống thầy Các bạn sẽ thấy là thầy soạn đề đẳng cấp ở cái chỗ lửa Đó là cái S1 này và S2 này tỷ lệ đúng bằng 3 phần 2 luôn Nếu mà các em vẽ ra ấy, thì cái diện tích thực tế của nó tỷ lệ đúng bằng 3 phần 2 luôn Đấy mà cái đẳng cấp của ra đề Tức là không phải cái số liệu này cho để cố tình cho để S1, S2 như thế đâu Mà nó còn mang tính chất rất hợp lý Cái tỷ lệ S1 trên 2 nó như vậy đấy Thầy đang đang đang, đang nói như vậy để phân lấy cái khả năng vẽ hình và ra một cái đề bài nó chuẩn thôi Chứ thực ra cái đấy nó cũng không hỗ trợ nhiều cho cái quá trình giải bài Cái đề bài yêu cầu các em tính tích phân từ âm 1 đến 3 của fxdx đúng không? Đó, vậy thì các em có được tích phân từ âm 1 cho đến 3 của fxdx Thì đương nhiên rồi, nó chính là âm S2 Nó nằm bên dưới trục hoành này, phần này nó bên dưới trục hoành Thì nó là âm S2 mà S2 các em tính được bằng 2 nữa Cái này là âm, âm 2 chọn là B Xong Vậy thôi Câu 40 này anh nghe này Cho cơ ta nói Z cho đường thẳng D có phương trình này Và đường thẳng D phải Có cái phương trình này Vị trí tương đối của D và D phải là gì Đó, Đề bài yêu cầu các em xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng Đúng không Thì các bạn thấy là như này này Khi mà các em tìm vị trí tương đối Thầy khuyên các bạn là các bạn nên quan tâm đến cái vector chỉ phương đầu tiên Thì các em thấy là UD bằng gì Nào UD của chúng ta Thì bằng gì đây Nó là một này 0 này, âm 1 này. Còn UD phải bằng gì? 0 0 0 0 3. Hai vectơ này không hề cùng hai vectơ này không cùng phương. Nên chắc chắn nó sẽ có hai khả năng đó là cắt nhau hoặc là chéo nhau thôi. Chứ nó không thể song song vào trùng nhau được. Nó song song vào trùng nhau thì hai vectơ này phải là hai vectơ cùng phương cơ. Nhưng hai vectơ này không cùng phương. Nên cái này là cắt nhau hoặc là chéo nhau đúng không thì chúng ta muốn biết nó cắt nhau hay là nó chéo nhau thì các em có hai cách cách một là các bạn đùng đúng cái mô típ làm là các em lấy một điểm thuộc cái đường này lấy một điểm thuộc đường này xong các em dùng cái vector là u nhân u phẩy nhân vector m m phẩy đó được chưa đó nếu nó bằng không thì nó sẽ cắt nhau còn nếu nó khác không thì nó sẽ chéo nhau nhưng mà thôi cách đấy nó hơi lâu và thầy không thích cách đấy lắm cách đấy là cách theo đúng xe khoa ấy các em muốn mở xe khoa ra là cách đấy là cách làm của xe khoa thì không thích cái này lắm mà thôi đã viết u phải thì kem làm cái đấy cũng được còn nếu không thì kem làm một cách khác là kem giải luôn cái hệ giải luôn hệ t bằng 10 này một bằng một đây rồi và hai trừ t bằng cái xét 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 hệ nhá muốn biết cắt nhau hay chéo nhau ấy có cách một này tức là kem thôi được rồi thầy nói hai cách đi có nhiều ôn lại kiến thức luôn nhá đó, nhiều bạn chắc là biết rồi ý, nhưng mà thôi cứ nói hai cách ôn lại kiến thức luôn lấy điểm m thuộc đường thẳng d đó, thì bất kỳ nhá các em nhá m có tọa độ gì đây? x t bằng không đi không một hai thuộc d nhá rồi điểm m phẩy thuộc d phẩy thì điểm m phẩy các em cho là 10 một và các em cho t phẩy bằng bằng không đi thì là 8 đúng không t phẩy bằng không đi chẳng hạn nhá rồi thì các em xét cái vectơ m m phẩy các em lấy cái này chứ cái này Nó là 10 này 0 này 10 0 6 Ok Bây giờ các em quan sát cái giá trị này nhân vô hướng với vector m, m phẩy nếu như cái này bằng không thì nó sẽ là cắt nhau còn nếu mà nó khác không thì nó chéo nhau kiến thức xe khoa đó đây là cách số 2 Đó, chịu khó nhất là thôi nhá thầy ngại Thầy lười lắm nên thầy không không muốn làm cách này cách số 2 là các em muốn biết cắt nhau thì nó phải có điểm chung còn nếu chéo nhau thì nó không có điểm chung vậy thôi vậy thì các em chỉ cần xét cái hệ các em xét cái hệ này xét cái hệ đó là x bằng t và x bằng 10 x bằng t và bằng 10 y bằng gì y bằng một bằng một ok y bằng một rồi z thì đối với z thì các em cho hai này bằng nhau hai trừ t Bằng 8 cộng với 3 t phải xem nó có nghiệm chung hay không Thì cái này tương đương với là gì à, X bằng 10 này Y bằng 1 này Và đây là T bằng 10 thì Z của chúng ta bằng mấy 2 10 là âm 8 à Đó Và t phải lúc này tồn tại này? T phải bằng mấy T phải bằng mấy à, Đúng không 2 10 là âm 8 Âm 8 Âm 8 t phải là âm 16 phần 3 như vậy có nghiệm nhá, Hiện nay có nghiệm. Như vậy nó có điểm chung và điểm chung của chúng ta cụ thể nó có tọa độ là 10, 1, âm 8 nhá. Như vậy thì chúng cắt nhau. Nó có nghiệm thì nó cắt nhau thôi, còn nếu nó vô nghiệm thì nó chéo nhau vậy thôi. Thì rõ ràng nó có nghiệm thì nó cắt nhau. Đấy là cái cách mà các em xác định được. Tùy các em nhé Nghe này, nghe này. Câu 1, một một, tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì? đúng không? Đề bài hỏi các em là tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số này. Ok nhá. Thì đầu tiên thầy nói về ngang trước đi, cái gì dễ hơn thì nói trước. Đầu tiên mình nói về ngang trước đi. Ngang thì các em chỉ cần quan tâm đến hai cái giới hạn thôi. À, thứ trước khi nói về tiệm cận thì mình sẽ nói một chút về cái điều kiện. À, cái hàm số của chúng ta là y bằng n của x cộng 1 trên x đúng không? Điều kiện này, hàm số này xác định là gì? Điều kiện xác định là gì? Điều kiện xác định nó là x cộng 1 trên x nó sẽ lớn không? Được chưa? Thì cái này tương đương với là x của chúng ta sẽ lớn không hoặc là x của chúng ta sẽ nhỏ hơn 1 nhá. Rồi, câu hỏi bài toán là Để bài yêu cầu các em tìm tổng tiệm cận đứng tiệm cận ngang thì mình nói về tiệm cận đứng trước đi, à tiệm cận ngang trước đi. Tiệm cận ngang các em hãy xét cái giới hạn khi x tiến đến đi vô cùng. Lim của x tiến đến đi vô cùng trước của y nó bằng gì? Bằng lim của x tiến đến đi vô cùng của len của gì đấy? 1 cộng với 1 trên x. x tiền đến âm vô cùng thì 1 trên x tiền đến 0. Như vậy cái này bằng lim của nó chính là len 1 luôn các em nhá. Tại vì 1 trên x tiền được 0 mà. 1 trên x thì được 0 nên là len 1 Len 1 bằng 0. Như vậy chắc chắn rồi. y bằng 0 là một đường tiệm cận ngang nhá. x tiền đến âm vô cùng cũng thế. Kể cả x tiền đến âm vô cùng cũng thế các em nhá. <laughs> x tiền đến âm vô cùng cũng không có gì khác biệt cả. Kể cả x có tiền đến âm vô cùng thì thì cái 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 1 trên x này này nó vẫn tiến đến không nên cái này vẫn tiến đến n một bằng không như vậy từ đây ta suy ra được là đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang cụ thể ở đây là y bằng y bằng không một đường tiệm cận ngang duy nhất bây giờ mình sẽ nói về tiệm cận đứng này tiệm cận đứng này lớp mình nghe này chúng ta sẽ nói về tiệm cận đứng này thì tiệm cận đứng của chúng ta ấy thì đầu tiên là các em để ý cái mẫu cái mẫu của chúng ta chỉ sẽ có một ứng cử viên Các em thấy điều kiện x lớn không Nên đừng cho nó x tiến đến không trừ Mà các em hãy cho nó x tiến đến không cộng Vậy các em xét ra cái giới hạn nhé Xét ra cái giới hạn khi x tiến đến không cộng trước đi Nó sẽ là lim của x tiến đến không cộng này Đúng không? Của len của 1 cộng 1 phần x Các bạn để ý một điều Đó là khi x tiến đến không cộng Thì 1 phần x sẽ tiến đến dương vô cùng Nên nó cộng 1 thì nó vẫn tiến đến vô dương vô cùng thôi thì cái này chỉ là nen của cái này tỷ đến dương vô cùng thì biết là nen dương vô cùng nhá viết tắt như vậy thì các bạn thấy là khi cái này tỷ đến dương vô cùng ấy thì nen của nó sẽ tiến đến dương vô cùng đương nhiên rồi như vậy thì suy ra x bằng không nó là một tiệm cận tiệm cận đứng nhá là đường tiệm cận đứng đầu tiên còn tiệm cận đứng nào nữa không nữa mình nào còn tiệm cận đứng nào nữa không nào theo các em thì còn tiệm cận đứng nào nữa không comment thầy xem nào Suy nghĩ nào, suy nghĩ còn tiệm được đứng nào nữa không? Còn không? Còn không? Còn không? Còn không? Còn Còn kem ơi, còn Đây là một trong những lỗi sai rất nhiều Rất nhiều của, rất nhiều bạn ấy Rất nhiều bạn ấy, tại vì là như này này, kem lưu ý này Trước khi đến với câu này thì thầy sẽ phải lưu ý cho các bạn Một điều như này Đó là Đô thị hàm số Y bằng nén x thì có tiệm cận đứng không cả lớp. Mặc dù nó không có mẫu thức nhé, không có phân thức nhưng nó vẫn có tiệm cận đứng. Nó có một tiệm cận đứng. Có tiệm cận đứng nhé, có đường tiệm cận đứng này, có đường tiệm cận đứng. Đó là x bằng x bằng không. Nhìn nhé đồ thị hàm số nó dạng như này, nó dạng như này đúng không? Đó thì đây là tiệm cận đứng này. Đó thì các em nhìn nhau. Bản chất là vì sao? Vì là sao? Vì sao lại có điều này xảy ra? Vì lim khi mà x tiến đến dương vô cùng x tỷ không cộng của len x thì nó sẽ đạt bằng âm vô cùng đấy đây là lý do tại sao nó có tiệm cận đứng x bằng không đó nó có được tiệm cận đứng thẳng hoàng ấy các em nhé vậy nên khi mà các em xét những bài toán về len ấy thì các em để ý tiệm cận đứng thì các em phải quan tâm đến cái cái biểu thức này tiến đến không các em cho cái này tiền đến không thì các bạn thấy là có một cái cơ hội được tiền đến không đó là x tiền đến gì đấy x tiền đến âm một vậy âm một là âm một trừ nhá nên các em xét cho thầy cái lim khi mà x tiến đến âm một trừ đây là câu rất dễ sai ở cái bước này này. Các em không để ý. Của y nó là nen của x cộng 1 trên trên x. Thì các bạn để ý là khi mà x tiến âm 1 trừ thì cái x cộng 1 này tiến đến 0 nhưng nhỏ hơn không. Còn x này nó là âm 1. Như vậy âm 0 trừ bản chất là như này nhá. Nó bằng gì? Bằng len của cái này tử thức tiến đến 0 và luôn nhỏ hơn không. Cái bên dưới mẫu là âm 1. Vậy cái này nó bằng len của 0 cộng và cái này nó bằng âm vô cùng. Hiểu bài không? Hiểu bài không? Từ đó ta suy ra, à, cái này thì đã vô cùng này. Ta suy x bằng 1 tiếp tục là đường là tiệm cận tiệm cận đừng. Vậy đây là một cái bài toán ấy mà đề bài ấy, đề bài đồ thị hàm số này sẽ có tất cả là ba đường tiệm cận. Nhưng các rất ít khi các để ý đến đường x bằng một. Đồ thị hàm số của chúng ta sẽ có tất cả là ba đường tiệm cận ngang và đường Nhớ chưa? Nhá. Cho hình năng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Các có được AB, BC, CA biết độ dài các cạnh rồi. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng là AB và A C phẩy thì bằng 3. Nào nó mình nghe nhá. Chứ nó có bình năng trụ thầy cố tình vẽ nó xiên vẹo lên một tí, không có đề gì. Nhá thầy cố tình vẽ nó xiên vẹo lên một tí. Được chưa? Ok. Đây là A này, B này, C này, A phẩy này, B phẩy này, C phẩy này. Các em có được độ dài AB thì bằng 3 này, các em nghe này. Độ dài BC bằng 4 này, độ dài CA bằng 5 này. Tức là các em biết được tam giác ABC như thế nào rồi Được chưa Và các em có được khoảng cách giữa AB và A C Nghe này Khoảng cách giữa AB và A C Thì bằng 3 Thế cái khoảng cách này thì các em làm gì Khoảng cách này các em xác định kiểu gì Khoảng cách giữa AB và A C B', Các em thấy là như này này Cái AB và A C là hai đường thẳng chéo nhau Cái đường thẳng AB Thì nó nằm trên mặt phẳng ABC Đường thẳng A C thì nằm trên mặt phẳng A B C nó thuộc hai mặt đáy hai mặt phẳng này song song với nhau và hai đường thẳng này thì lại không song song với nhau nó chéo nhau là AB và A', C' chéo nhau hai đường thẳng chéo nhau mà nằm trên mặt phẳng song song nên cái khoảng cách giữa chúng nên cái khoảng cách giữa hai cái đường thẳng AB và A', C' nó chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng ABC và A', B', phẳng C' phẳng. Và cái khoảng ngay này ý, thì chính là chiều cao của khối lăng trụ thì đề bài cho bằng 3. Bây giờ các em cần tính thể tích thì các em tính nốt diện tích tam giác ABC là xong nhá. Thì các em dùng công thức Heron là xong. Công thức Heron nhé thì ôn lại cho các bạn một chút công thức Heron. Bạn nào quên thì các em ghi vào. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a nhỏ, b nhỏ, c nhỏ và lựa chu vi là P thì cái diện tích của tam giác ABC được tính bởi công thức là căn của P nhân P trừ a, P trừ b, P trừ c. Ở trong bài toán này mình áp dụng vào mình có được P nó bằng 3 cộng 4 cộng 5 Chia cho 2 Thì nó bằng 6 Từ đó ta suy ra được là S của chúng ta sẽ bằng căn của 6 nhân với 6 chữ 3 6 chữ 4 6 chữ 5 Đúng không? Nhá. Thì các em tính cho thầy xem cái giá trị này thì bằng bao nhiêu thôi Nhá. Căn bằng 2 của 6 6 chữ 3 Thầy tính nhờ 6 chữ 4 6 chữ 5 rồi nó bằng 6. Ô đẹp đây nào. Quá đẹp luôn. Từ đó ta suy ra được cái cái gì? Vậy thì mình sẽ có được cái thể tích thôi. Thể tích năng trụ thì bằng diện tích của tam giác ABC nhân với chiều cao thì cái này bằng 6 nhân với 3 thì bằng 10, 18. D. Đúng không? À tam ơ nhỉ. Sao thầy cố tình cho nó tam 5, 456 chứ nhỉ? Thôi chết tôi rồi. Đây là tổng quát nha các em nhé tổng quát nhá đây là cái vấn đề mà khi mà chúng nó nói tổng quát ấy sợ cả lớp nhá cái này mình phải đính chính lại một tí cái này là khi mà mình nói về về đâu mà tổng quát còn bài toán này ý, nói thật các bạn là đề bài này thầy ngồi thầy chế đề mà nhưng mà thầy đã cố tình cho tấm này không vuông rồi thầy trả hiểu sao lại thành vuông tức là thầy định cho là ab bằng bốn năm sáu thì nó sẽ hợp lý hơn xong cuối cùng thầy lại đổi lại thì ab ba bốn năm số cho nó đẹp xong cuối cùng thầy nó vuông dở thế Thầy định cho AB là nó thật là trong suy nghĩ của thầy là thầy vẫn đang định cho AB là 4 BC bằng 5 CA bằng 6 cơ. Đó và thầy nhớ là cái giá trị như vậy thì số liệu nó rất là, rất là đẹp. Thế nhưng mà chảy vào sau cuối cùng lại thành 3 4 5 hình như là cho như vậy thì cho số S đã đẹp nhưng mà cuối cùng thì nó ra vuông nhá. Nhận xét này. Đó là AB bình phương cộng với BC bình phương bằng CA bình phương. Người ta suy ra tam giác ABC. Vuông tại đâu? Vuông tại ABC là vô tại B đúng không? Thì cái diện tích của tam giác ABC nó là 1 phần 2 của AB nhân BC. Nó bằng 6 nhá. Thôi, stop here. Đúng không? Nào câu 43 này. Hàm số Fx. Gọi S là tập tất cả giá trị của tham số M để hàm số có giá trị cực đại y cực đại được bằng 0. Những cái bài như này các em tính đạo hàm ra ngay lập tức. Nói thật là khi mà thầy làm những bài này ấy, nếu bạn y cực đại ý, thầy không có suy nghĩ gì, thầy tính đạo hàm ra ngay nhá. Tại vì là Nào, các em xét F' này F' nó là x bình phương trừ đi M trừ 1 nhân với x, đúng không? Xong rồi trừ M, thì thường thường nó sẽ có nghiệm đẹp Và thực tế nó nó nghiệm đẹp thật, nhé Thì cái này là x bình phương trừ đi M x cộng với x trừ đi M Thì các em đặt x này lên để chung cho gọn x trừ M Dùng Casio cũng được tùy các em Casio kèm gắn M trăm nghìn gì đấy Nó là x cộng 1 nhân x trừ M Từ đó ta suy ra được cái F x bằng 0 khi nào? Nó xảy ra khi x mà âm 1 hoặc là x bằng 0 x bằng m. Như vậy thì khi mà kem vẽ ra ấy thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là âm 1 bén mờ như này. Trường thứ hai nó là âm 1 bén mờ m bé âm 1, nó có hai trường hợp xảy ra thôi nhá. Bây giờ mình xét từng trường hợp. Trường 1 âm 1 bén mờ. Vậy thì đề bài bảo là cái giá trị cực đại. Cái giá trị cực đại của chúng ta là cái điểm này này. Đó là f tại âm 1. Đó ta có F tại âm 1 Y cực đại trên F tại âm 1 nhá. Y cực đại F tại âm 1 thì các em thấy mở 1 vào Nó là âm 1 phần 3 này Trừ 1 phần 2 nhân với M trừ 1 này à, F tại âm 1 x âm 1 thì kể cộng M này Và cái giá trị này bằng 0 Thì các em sẽ tìm được M Và các em kiểm tra với điều kiện nhé Tí nữa thầy sẽ tìm sau Mình sẽ nói luôn trường hợp số 2 Đó là M sẽ nhỏ đến âm 1 Thì ta phải có được cái gì Y cực đại thì nó biến thành cái F tại M. Là 1 phần 3 nhân M mũ 3 này. Đúng không? Trừ đi 1 phần 2 nhân M trừ 1 nhân M bình phương này. Xong rồi trừ đi M bình phương nó bằng 0. Đó thì các bạn giải ra cho thầy nhé. Các em giải hết tất cả các cái trường hợp ra. Và các em nhớ cái điều kiện. Nhớ là mình đang làm cái điều kiện để mình thay vào cái điều kiện thôi. Bài này về cơ bản nó không phải bài khó. Nên các bạn mà mất điểm bài này thực sự rất đáng tiếc luôn ấy. Cái này là sâu đúng không? Ok Bạn dùng Casio cho nó chắc Thì cái đầu tiên em ra mở âm 1 phần 3 Nó thỏa mãn luôn này Nó thỏa mãn luôn nhá Cái đầu tiên ra mở âm 1 phần 3 thì nó thỏa mãn đương nhiên rồi Còn cái thứ hai thì ra bao nhiêu? Ra thứ hai thì bao nhiêu kem? 1 phần 3 nhân m mũ 3 đúng không? Trừ 1 phần 2 nhân với m 1 Nhân với m bình phương Trừ m bình phương bằng 0 cái thứ hai các em sẽ tìm được là m bằng 0 hoặc m bằng m bằng âm 3. Thì m bằng 0 là các em loại này. Tại vì là m đang nhỏ đâm 1 trong cái trường này. M bằng 3 thỏa mãn luôn nhá. Vậy thì khi các em kết hợp hai trường hợp lại, các em sẽ có được m sẽ nhận giá trị là âm 1/3 hoặc là bằng âm âm 3. Nên thầy có hỏi các bạn là tích các phần tử của thập hợp S thì tích là bằng nhân lại với nhau thôi thì bằng dương 1. Chọn đi. Rồi, có bao nhiêu số nguyên m bén bằng 20 để phương trình này có nghiệm duy nhất? Phương trình này có nghiệm duy nhất. Đó, phương trình này có nghiệm duy nhất nhá. Rồi, thì rõ ràng cái phương trình của chúng ta ấy nó sẽ tương đương điều gì? Mình học cái là mình viết luôn. Đó là mx cộng 1 thì bằng x cộng 1. Và kem nhớ cái điều kiện của chúng ta là x cộng m nó phải dương. Các bạn có thắc mắc tại sao mà thầy không làm là mx cộng 1 thứ thầy thế mới cộng 1 thì sao? Nó cũng phải dương chứ, đúng không? Thì đương nhiên Đương nhiên là mới cộng một cũng phải dương Tại vì x cộng m đã dương rồi Mà x nó thỏa mãn điều kiện này Thì hai đây bằng nhau thì đương nhiên m x cộng 1 cũng sẽ dương Nên kem chỉ cần cho x cộng m dương là đủ Không cần viết thêm nữa Thì cái này thầy đã cố tình cho số liệu để cho nó có hiệu đẹp rồi Các bạn để ý là các em chuyển vế thì kem em sẽ phân tích nhân tử M là x 1 này Đó Gì nữa nhỉ? Bằng x 1 đúng không? Tương đương với x cộng m lớn hơn lớn không Chủ yếu là thầy muốn M 1 nhân x m bằng 0 x cộng m lớn hơn 0 Đó, phương trình tương đương điều này Vậy thì ở đây các em sẽ có những cái trường xảy ra Thứ nhất, nếu m 1 thì sao? Nếu m 1 m 1 thì cái trên là luôn đúng rồi nhá. Thì cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương với là nào, nào m 1 cái này không bằng 0 là ok không nói làm gì rồi nhưng các em còn có x cộng m tức là x cộng một phải lớn 0 nếu m 1 thì tương đương với x lớn hơn 1 như vậy phương trình này có vô số nghiệm Chỉ cần x lớn hơn 1 là đủ nhá. Khi mở bằng 1 thì phương trình Có vô số nghiệm đó, Tập nghiệm là gì Tập nghiệm của phương trình lúc này đó là Âm 1 cho đến dương vô cùng Tức là chỉ cần x lớn hơn âm 1 thôi Là đủ X bằng 1 tỷ nó là nghiệm X bằng 1 tỷ, tỷ 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 mãi cũng là nghiệm Hay x bằng 0 cũng là nghiệm Hay x bằng âm 1 uh, cộng với 0 phải 0 âm 1 cũng là nghiệm Tóm lại x lớn là 1 thì đều là nghiệm nên nó vô số nghiệm và người ta chỉ muốn làm sao cho có nghiệm duy nhất thôi lên cái này là kem loại nhá các em thấy à ờ, nên nếu mà các em không để ý chỗ này các em rất là dễ bị thầy lừa thầy lừa ngay chỗ này này là các bạn lấy cả giá trị m một là các em bị thầy lừa rồi còn nếu mà m khác một này nếu m khác một ấy thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương với cái hệ như sau m khác một thì là m chỉ một khác không rồi thì x bằng một và các em có x cộng m phải lớn không vậy tương đương với x bằng một này và m cộng 1 phải lớn 0 Tương đương với x bằng 1 Và m của chúng ta sẽ lớn âm 1 Vậy để phương trình có nghiệm duy nhất thì m lớn âm 1 Các em để ý này Khi m lớn âm 1 thì phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 1 Tất nhiên là đang nói m lớn âm 1 và m khác 1 nhé Còn nếu mà giả sử m bén bằng âm 1 ấy, Thì nó vô nghiệm Nó không có, có nghiệm nữa nhá. M bén âm, m bén bằng âm 1 thì không vô nghiệm nhá. À, Vậy Phương trình có nghiệm duy nhất và nghiệm đấy chắc chắn x bằng 1 rồi. Khi và chỉ khi là m lớn hơn 1 và m khác 1. Vậy có bao nhiêu số nguyên m? M sẽ nhận giá trị gì các em? Không được đúng không? 1 không được này. Không được này. Xong kem có cả các số 1 không được nhá. 2 3 chấm chấm nhân đề số 20. Vậy tổng kết lại chỉ có 20 giá trị thôi. Cái câu này thì kem quen thuộc quá rồi, cái dạng này thì thì nghĩ là tỷ điểm đúng nó sẽ cao thôi tại vì câu này là câu mà thầy chỉ ôn lại cho các bạn kiến thức cũ thôi nó không có gì phức tạp cả các bạn thấy là cái sin của x cộng pi trên bốn ấy nhân với căn hai đi thì nó là sin x cộng cos x cái điều này là điều mà các em phải nắm được nhá Đó, biến đổi lượng giác như vậy ta xét cho thầy cái y của chúng ta y trên căn hai đi nó bằng tích phân từ không đến pi trên bốn của cos x trên sin x cộng cos x các em chia cái mẫu thức gì căn 2 thôi dx được chưa và những bài như này thì các em có dạng hết rồi nó thầy nói luôn về cách làm luôn cho nó đỡ mất thời gian nhé tại vì nó có dạng hết rồi cái dạng này là dạng gì dạng gì tích phân a sin x cái dạng tổng quát thì các em xem trong khóa khóa y cái buổi liên quan đến tích phân của hàm lượng giác nguyên hàm hàm lượng giác b cos x trên m sin x cộng n cốt x bài toán tổng quát thì mình đã học về cách làm rồi nhá thầy sẽ chữa cụ thể luôn nhá rồi mình đặt cho thầy cái gì nó là tích phân từ 0 đến pi trên 4 của cốt đây rồi đúng không thì thầy đặt là sin đi sin x chia cho sin x cộng x rồi thầy xét một số yếu tố như sau nào y trên 2 y trên căn 2 mà đem cộng với gì thì nó tích phân từ 0 đến pi trên 4 của cái này là cốt x cộng sin x Chia cho Sin x cộng cốt x Dx Và cái này nó là 1 1 thì cái này là x cận 0 đến pi trên 4 Và cái này bằng pi trên 4 rất đẹp luôn Đúng không? Bây giờ mình xét về cái cái này trừ Mình lấy hiệu đi Tại sao mình lấy hiệu? Tại vì Đấy nhá cái em đến lượt em lấy hiệu này Cái hiệu thì cái này nó sẽ biến thành trừ này Cái này biến thành trừ này và các bạn để ý là Tại sao mình lấy hiệu? Tại vì cái mẫu thức đạo hàm, cái này mà đem đạo hàm này thì bằng cái này. Đúng không? sinx cộng cosx, sinx đạo hàm là ra cosx, cosx đạo hàm ra âm sinx. Đấy là lý do tại sao mà mình lấy hiệu này. <laughs> Và cái này bằng gì? Cái này nó là nen của uh, trị đối của sinx cộng cosx. Mẫu thức đạo hàm ra tử mà. Thì nó là đây nếu mà các em đặt sin bằng t ấy, thì cái tử thức đó chính là dt. Các em đổi cận thôi, nó là không pn 4 ở đây. Rồi, thay pi 4 vào thì nó là căn 2 trên 2 cộng căn 2 nên căn 2 bằng nen căn 2. Thay không vào thì là cốt 1. Cốt 1 thì bằng 0, đó là nên căn 2 xong. Thì các em viết là 1 phần 2 nên 2 cũng được nhá. Vậy thì để mà tìm y thì các em sẽ cộng 2 lại với nhau nhá. Vậy thì mình sẽ có điều điều gì? Nào, y trên căn 2 cộng với y này, cộng với y trên căn 2 trừ y này, các em cộng 2 lại với nhau. Thế này bằng pi trên 4 này cộng với nên 2 trên 2 từ đó ta suy ra căn 2i bằng pi trên 4 này cộng với nen 2 trên 2. Đúng không? Đó. Vậy thì từ đó ta suy ra y của chúng ta sẽ bằng gì đây? Chia cho căn 2, nó là căn 2 pi trên 8 này. Cộng với đây là căn 2 nen 2 trên 4. Đó. Vậy thì các em sẽ tìm được ABC thôi. AB và C. Vậy các em tìm được ABC nhá. A bằng 8 này. B bằng uh... Ở đâu A bằng 1 chứ nhỉ? Tí nhầm đấy. A bằng 1, B bằng 8 này, C bằng 4. ta suy ra A bình cộng B bình cộng với C và 1 cộng với 64 cộng với 4 thì bằng 60 69 nhá. 69. À. Xong. <laughs> Nào thầy đọc đề này. <laughs> Cho anh năng trụ ABC A, phải, B, phải, C, phẩy Các em có được A, phải A, và A phải B, và A, phải C đó, thầy vẽ hình luôn được rồi. Các em nghe này, với cái giả thiết A phẩy A bằng A phẩy V và A phẩy C ấy, thì các em sẽ có được hình chiếu của điểm A phẩy nên mặt phẳng ABC nó sẽ trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Để bài cho tam giác ABC vuông tại A đúng không? Nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam ABC nó chính là trung điểm của BC. Như vậy, các em lấy trung điểm của BC thì các em sẽ có được cái giả thiết đầu tiên mà các em hình dung ra. Khi em lấy trung điểm của BC, các em sẽ có được A phẩy Ví dụ đây điểm M là trung điểm BC nhé, thì các em sẽ có được là A phải M nó vuông góc với cả cái mặt phẳng ABC. Lưu ý điều đấy nhá Thì mình sẽ khai thác được cái giả thiết là A phải A bằng A phải B bằng A C. Thứ ba nữa, đáy ABC vuông cân tại A mà lại có BC bằng hai. Như vậy tam giác BC các em biết tất cả mọi yếu tố. Vuông cân BC bằng hai thì các em còn gì để nói nữa đâu? Tam giác BC biết hết mọi thứ rồi. Nên ở đây để mà tính được chiều cao cụ thể A phải M là chiều cao để tính được thể tích thì các em phải có được chiều cao nhưng để mà tính được chiều cao thì các em cần phải thêm một cái giả thiết nữa tới đây các em vẫn chưa đủ thông tin để các em tính được A phải nên các em vẫn cần phải thêm một giả thiết nữa thì cái giả thiết đấy là gì các em nghe này chúng ta có một cái giả thiết là cái mặt phẳng ca phẩy b C, A, b và mặt phẳng abb B', b A', hợp với nhau một góc bằng 60 độ đúng không vậy thì mình dùng giả thiết này Mình dùng giả thiết này Để xử lý như thế nào Được chưa Mặt phẳng CA phải B phẩy Ơ thế chết rồi Thầy gõ nhầm đề à Thôi chết tôi rồi Câu này các bạn nào tính ra đáp án không? C, A phải B phải hợp với mặt phẳng ABC thôi chết rồi thầy gõ nhầm đề rồi. Ý đồ của thầy không phải như vậy. Thôi chết rồi. rồi. Trời ơi, nỗi đề con này rồi. À đau quá. Thế lỗi là mình nhá, sửa lại đề một tí nhá. Hợp với mặt phẳng A phải B phải C phải ớt sẽ hiểu sao thầy để gõ đề như này nhỉ? Hoặc ABC cũng được. Thế chết đau quá chờ đất ơi, đau quá thể luôn ấy Rất xin lỗi cả lớp nhá Thôi câu này bạn nào làm đều có điểm hết nhá Đây đôi khi ngồi chế đề nó vất vả các em ạ Mặt phá ABC nhá đó mình nhá Mặt phá ABC không phải A phải Tính kia vẫn được nhưng mà có thể ra đáp án nó không đúng Thầy ra đề là mặt phá ABC cơ Mà chảy vào sao tự nhiên lại gõ vào đây thì... Thôi Thầy chữa câu này nhá Chữa ra xong rồi, kem có mặt phẳng C A phẩy B phải, hợp với mặt phẳng ABC, kem sẽ ra căn 6/2 đấy. Thì thì chế đề xong thầy ra được cái đáp án này mà. Nhưng chả hiểu sao lại thành cái mặt phẳng kia. Trời đất ơi. Buồn quá. Thôi bỏ qua nó đi. Nào nghe này. Nghe nhá. Mục đích của thầy là mặt phẳng ABC mà. Nào, ừ, nghe này. Rồi Tí nữa thầy sẽ nói là nếu mà giả sử mặt phẳng A, B, B, phải, A phải thì tính chỗ gì nha? Nhưng mà đáp án nó có thể nó không phải nói là đáp án này đâu nhá Cái kia thì vẫn tính được Nhưng mà đáp án nó sẽ không phải là đáp án này nữa Rồi nghe này Cái mặt phẳng này hợp với mặt phẳng A, phải, B, phải C, phải, Thì mình cần phải quan tâm xem cái góc giữa hai cái mặt phẳng đấy là gì Ở đây các em quan tâm đến cái hình chiếu Hình chiếu Hình chiếu của cái Của cái điểm C này này xuống mặt phẳng A, B, C là điểm nào, đúng không thì các em có được A, M nó vuông góc với cả mặt phẳng A, B, C nên để mà xác định hình chiếu của điểm C thì các em sẽ nên dựng thêm một cái hình bình hành cụ thể là C, M, A, A N nhá C, M, A, L. ok đây là hình bình hành này các em dựng thêm hình bình hành C, M, A, Đó, đây là điểm H nhá Ok, được chưa? Thì các em dựng thêm một cái hình bình hành này nữa. CMA phải L. Thì vì là vì là A phải M nó vuông góc với mặt phẳng ABC. Nên ta sẽ có được CH nó vuông góc với mặt phẳng A phải B phải C phải. Như nhau, ABC và A phải B phải C phải song song với nhau. Được chưa? Rồi. Thì các em nghe tiếp này, nghe tiếp này, nghe tiếp này. Tí nữa thầy sẽ tính theo cái trường hợp là ABB phải A phải như thế nào nghe yeah, yeah. nhé vậy thì để mà xác định góc đấy thì đây là chân vuông góc hạ rồi thì kem thấy giao tuyến của mặt phẳng C A, B và mặt ABC là A phẩy B này đó nên các bạn xác định góc đấy bằng cách nào kem các qua hát kẻ đường vuông góc đây là HK đi nó vuông góc với A phẩy B phẩy sau kem nối vào nó thì cái góc giữa cái mặt phẳng A phẩy B C A, B và mặt phẳng A B C vậy là góc CHK góc này này và góc này các em biết được bằng bao nhiêu 60 độ nhá yeah thì từ đây ta suy ra cái góc giữa mặt phẳng CA'B' phẩy B và mặt phẳng A B C cái góc này này góc giữa mặt phẳng này chính là góc CKH và góc này nó bằng 60 độ nó là 60 độ đúng không 60 độ mà HK bằng mấy HK bằng mấy cả lớp HK các em xác định bằng nhiêu nhiêu? thì các em thấy là tam giác HKA phẩy là tam giác vuông cân tại K Tại vì các em có được cái này song song, cái này song song với cả CM nên nó sẽ song song với B phẩy phẩy. Nên các em để ý là cái tam giác AB phẩy phẩy nó là vuông này, này, vuông cân này. Nó vuông cân này. Vuông cân này nhá, vuông cân này. À, xong các em kẻ đấy. Nó thì bản chất đây là hình vuông này. Nếu mà các em để ý thì cái A phẩy H C phẩy và nếu lấy trung điểm của B phẩy C phẩy thì y đây nó hình vuông này. Các em nhìn nếu mà kem kẹp song song kiểu đấy thì em nối vào đây xong kẹp vuông góc đây nữa thì đây là vuông cân thôi tao vuông cân đấy nó thì tao là vuông cân này do đó thì hk của chúng ta thì bằng a phẩy h trên căn 2 đúng không a phẩy h bằng nửa b phẩy c phẩy b phẩy c phẩy bằng hai như vậy đây là một trên căn 2 rất đẹp hk bằng căn 2 trên 2 hk có rồi mà có này là 60 độ thì từ đấy ta suy ra ch thì bằng hk nhân với căn 3. Đúng không? Đó tại vì nó góc này mà 60 độ mà. Đó, thì cái này bằng căn 6 trên 2. Vậy thì V của nó bằng gì? V của ABC A'B'C' nó sẽ bằng gì? Diện tích của tam giác ABC nhân với chiều cao CH. Và cái này nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Nó bằng ở đây nó là 1 nhân với căn 6 trên 2 bằng căn 6 trên 2. được chưa? Có một bạn vừa comment là thầy sửa đề bài là ABC mà làm theo a b c phẩy. Thế thì em chưa hiểu rồi. Em lưu ý là ABC và a phẩy b phẩy c phẩy là hai mặt phẳng song song với nhau. Thì hai mặt phẳng song song với nhau thì góc giữa cái này với mặt phẳng này nó không khác gì góc giữa cái này với mặt phẳng a phẩy b phẩy c phẩy. Câu 46 là câu mà uh, cái chủ định ra đề của thầy là mặt phẳng ABC. Tuy nhiên là kể cả mặt phẳng AB, B, phẩy thì rất may cho chúng ta đáp án đúng vẫn là đáp án D. Và bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn luôn là vì sao lại thế Vừa nãy có một số bạn toàn top đầu bảng các bạn cũng comment rồi Nên thầy nghĩ là đáp án đúng vẫn là đáp án D thôi Bây giờ nhá chúng ta kiểm chứng lại về câu 46 lại thêm một lần nữa nhá Đây là cái cuối cùng Trước khi kết thúc câu này thì chúng ta sẽ nghỉ Ok, vừa nãy câu 46 ở trên đây thầy nói lại là Câu 46 này thì chúng ta phát triển theo hướng là để cho mặt phẳng ABC Còn bây giờ nếu theo đúng cái tư duy này thì chúng ta sẽ làm như thế nào Thế thì nếu mà giả sử mà theo đúng tư duy này ấy, Thì thầy nghĩ là tốt nhất là mình nên vẽ lại hình một chút Vẽ lại hình theo hướng ngược lên nhá Hướng ngược lên để làm sao cho A phải là đỉnh Tức là các em tập trung Tập trung toàn bộ vào cho thầy cái cái mặt phẳng Cụ thể ở đây là mặt phẳng là tứ diện là A phải ABC Con mắt của chúng ta đổ dồn toàn bộ vào cái mặt phẳng A phải ABC Đó Thì các em cố tình để A phải bên trên Nên vẽ A phải bên trên thì thầy vẽ lại hình nhá Để mà làm câu này thì thầy vẽ lại hình Xong thầy hướng dẫn các bạn về cái cách giải quyết một cái bài toán như thế này Như thế nào, làm như thế nào Để trong phòng thi 100% các em sẽ làm được Các em cố tình vẽ A phẩy nó sẽ nằm bên trên Đây thầy sẽ vẽ cho nó lệch lệch thì A phẩy ABC làm nào, nào để vẽ cho nó đẹp nhỉ uhm. Đây, các bạn đợi thầy một tí. Đó, vẽ A phẩy nằm bên trên Vẽ A phẩy nó bên trên này Đây Thì các bạn nhìn này Đây là A phẩy này Đó Mình để đây là A đi B đi C đây Thì các em sẽ có được hình chiếu của A phẩy xuống mặt phẳng ABC Nó nằm ở Nằm ở trung điểm đây Thì các em có thể gọi Bực mình nhờ uhm, Cái này vẽ nó hơi xấu Ok không sao đấy nhá nôm na là như này xin lỗi các bạn nhá vẽ xấu cái hình này các bạn sẽ không hiểu gì hết đây là bài khó nên thầy sẽ vẽ lại một tỷ thầy cố tình để a phẩy nó nằm ở đây thế thì mình vẽ lệch này ra một tỷ nó lệch ra một tỷ nó lệch ra một tỷ đó được rồi ok một hai ba nên các bạn chịu khó một tí nhé. OK nhé. Rồi à, đây là a phẩy này, a b c này. Đó. Rồi à, các bạn thấy là hình chiếu của a xuống đây thì mình sẽ gọi điểm này điểm M nhé, vẫn như bài trên mình gọi điểm này điểm M. Ờ, các bạn có được là đáy biết hết rồi mọi thứ rồi và mình phải xử lý cái giả thiết quan trọng nhất ở đây đó là góc giữa mặt phẳng là c phẩy à, c a, phẩy b phẩy và mặt phẳng a b b phẩy a phẩy thì bằng 60 độ nó cái mặt phẳng a b b phẩy a phẩy nó chính là mặt bên này, này các em nhìn nhá mặt bên này này thế mình hãy dùng cái kỹ năng gì mình dụ, dùng, dùng cái kỹ năng tìm góc qua khoảng cách nào cái kỹ năng tìm góc qua khoảng cách là cái cái mà các em cần phải lưu ý nhá ở đây các em có một cái kỹ năng gọi là kỹ năng tìm góc qua khoảng cách. Được chưa? Được chưa? Kỹ năng tìm góc qua khoảng cách. Thì kỹ năng tìm góc qua khoảng cách là gì? <laughs> Rồi, ở đây các em có góc giữa mặt phẳng C A phẩy B phẩy và mặt phẳng A B B A phẩy C A B phẩy thì các bạn nhìn này cái giao tuyến của hai mặt phẳng này nó là A phẩy B đúng không thế thì cái góc giữa mặt phẳng C A phẩy B phẩy và mặt phẳng A B B phẩy A phẩy nó bằng alpha đi nhá để bài cho các này là 60 độ này đúng không rồi cái sin alpha bằng gì các em dùng cái đỉnh C khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng A B B phẩy A phẩy được chưa Chia cho khoảng cách từ điểm C đến cái giao tuyến Cái này các em phải hiểu nhé các em nhé Tại vì chúng ta đã, đã học cái kỹ năng này rồi Được chưa Cái giao tuyến của mặt phẳng C phải B phải và mặt phẳng A B là gì Đó là A phải B phải Được chưa ừ. Cái này bằng căn 3 trên 2 Xin sáu bước độ bằng căn 3 trên 2 Thế thì cái khoảng cách từ điểm C các em quy đổi ra khoảng từ M Tại vì M là chân của vuông góc Thì cái đầu tiên nó dễ làm hơn này Cái đầu tiên là các em sẽ có được cái khoảng cách Từ điểm C đến mặt phẳng A B B phải A phải e. Các em quy đổi nó sang khoảng cách từ M thì nó chính là hai lần khoảng cách từ M tại vì M là trung điểm đây này. Các em để ý không? Nó là hai lần khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng là ABB,A' phải A phải. Thì mặt phẳng A, b phải thì thầy viết luôn là mặt phẳng A phải AB nhá tại vì chúng ta sẽ tập trung chính vào cái thứ diện đỉnh A phải nhá. A phải AB được chưa? Ok, thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A phải AB thì các em có cái hình chiếu của điểm M rồi. Được chưa? Đó, đây, hình chiếu của điểm M đây. Đó, nối vào đây. Thì đấy, đây là mô hình khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên Nên các bạn sẽ có ngay được cái này là hai nấn em có đây, cái này là hai nấn X y trên căn của x bình cộng y bình Trong đó x của chúng ta sẽ là độ dài A phải M Mình đặt luôn A phải M là x đi nhá Mình chưa biết độ dài này bao nhiêu Thì mình cứ đặt cái này là x Còn y của chúng ta là gì? Y của chúng ta là khoảng cách từ điểm M cho đến AB và khoảng cách M đến AB Một nửa AC AC thì bằng căn 2 Được chưa? Thì cái này bằng Bằng căn 2 trên 2. Được chưa? Rồi. Như vậy thì ta suy ra được cái khoảng cách D1 của chúng ta. Gọi là D này là D1 nhá. Thì bằng 2 nấn x nhân với căn 2 trên 2. Chia cho căn 2 của x bình phương cộng 1 phần 2. Được chưa nhỉ? Thì cái này bằng căn 2 x này. Trên căn 2 của x bình phương cộng 1 phần 2. Như vậy là mình đã tính được theo x. Bây giờ. Cái mà chúng ta cần phải xử lý nốt đó là cái khoảng cách D2. D2 nó bằng khoảng cách từ điểm C cho đến A phẩy B phẩy. Các bạn suy nghĩ này. Kem có khoảng cách từ điểm C đến A phẩy B phẩy. Rồi. Ừ. Có vẻ cũng khó nhỉ. Nào, làm sao để xử lý lốt khoảng cách từ C đến A phẩy B phẩy bây giờ? Thì các bạn thấy là ừ, cái mà mình vẫn thầy vẫn nói với các bạn là chúng ta sẽ tập trung vào cái cái tứ diện này đúng không thì khoảng cái đề c thì các em có thể quy đổi ra cái tham giác gì khoảng cái đề c thì a phẩy b phẩy đúng không thì bây giờ các em phải tận dụng cái a phẩy m vuông góc này rõ ràng đúng không rõ ràng thì bây giờ như này nhá thôi uh, thầy nghĩ là bây giờ mình sẽ dựng một cái hình bình hành là cma phẩy e mình dựng hình bình hành này đó thì các bạn thấy là ce ngay lập tức là các em có được ce nó vuông góc với mặt phẳng là a phẩy b phẩy c vậy tại vì cái này các em cần tính khoảng cách thì bây giờ các em rất rất là muốn để xác định hình chiếu đúng không? Hình chiếu thì bây giờ nhá, kem tận phải tận dụng điểm mờ và mình chưa tận dụng điểm mờ thì thay vì tận dụng điểm mờ thì mình dựng một cái hình bình hành. Dựng hình bình hành ở đây. Mình dựng một hình bình hành ở đây. Đó. Nghe này, mình dựng hình bình hành là CMA'E. Đó, thì đây là CMA'E. Thì đây là hình bình hành này. Được chưa? Thế thì rõ ràng là CE Đấy nhá, các em nghe này. Mình dựng một cái hình bình hành mục đích của mình là gì là đưa cái hình chiếu mình xác định hình chiếu của điểm C xuống mặt phẳng A phải B phải C phải thì dựng hình mình hành là C M A E thì từ đó ta suy ra được CE nó vuông tại vì A phải M nó vuông mặt đấy nên CE nó cũng sẽ là đường thẳng đứng nó vuông mặt đấy do đó CE vuông góc với mặt phẳng là A B C phải và độ dài CE bằng x CE bằng A M bằng x tuyệt vời đúng không bằng x này các em nghe tiếp này nghe cái cái này lần này nữa các em sẽ hiểu được vấn đề và mình sẽ làm được ngay Bây giờ các em cần xác định được khoảng cách từ điểm C đến A B phẩy Đúng không? Các em cần xác định được khoảng cách từ C đến A phải, Thì ở đây các em chỉ cần thấy là a à, đây là giả sử khoảng cách từ C đến A phải là, là điểm H đấy nhá. Thì các em thấy là qua E các em kẻ một cái đường thẳng vuông góc với cả A phẩy B phẩy Đây. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc A phải B phẩy Gọi cái điểm này là H đi, vuông góc. Đó, gọi điểm này H đi. Thì ngay lập tức các em sẽ có được CH nó cũng sẽ vuông góc với a, phải b, phải. tại vì a, phải b vuông góc với EH a, vuông góc với ce, e, b vuông góc với ch nhá rồi bây giờ thầy nói tiếp này, nghe này, kẻ eh vuông góc với a, phải b, phải, h thuộc a, phải b phải. thì ta suy ra a, phải b phải, các em thấy nó vừa vuông góc với cả eh vừa vuông góc với ce nên nó vuông góc với mặt phẳng, nó vuông góc với mặt phẳng là ech nên ta suy ra a, phải b phải nó vuông góc phải CH đây cũng chính là mục đích của mình từ đó mình xác định được cái khoảng cách từ điểm C đến mặt đến A phẩy B phẩy nó chính là độ dài C CH và CH thì các em tính thông qua cái CE thì cái này đương nhiên nó cạnh huyền của tam giác vuông là CEH thì bằng căn của CE bình cộng EH bình và các bạn thấy là như này CE thì bằng x EH thì bằng mấy à EH của chúng ta sẽ là bằng À các em nhìn này, tam giác EHA phẩy nó là tam giác vuông cân tại H. Các em nhìn vào đây, đây, A phẩy B phẩy C phẩy vuông cân. Các em kẻ đây nữa, song song đây hình bình hành em bằng nửa đây. Bản chất nó như này này. Bản chất nó sẽ giống như này các em. Nó sẽ giống như này này. Đây chỗ này khoảng trống thì thầy vẽ nốt nhá. Đó. Đó, được chưa? Đây là vuông này. Nó vuông này. Sau đó thì các em sẽ dựng vào đây. Đó, đây điểm E này. Đó. Sau đó thì các em nối vào đây, xong kẻ đây thì đây điểm H thì đây vuông cân thôi. H đây Đúng không? C phẩy A phẩy B phẩy Nó là như vậy đấy Nên EH của chúng ta sẽ là bằng Bằng A phẩy E trên 2 Mà Đây Thì viết Từ từ nhá à, C E bằng X EH của chúng ta sẽ bằng gì đây? Bằng à, A phẩy E trên 2 Ở à, trên căn 2 A phẩy E thì bằng 1 nhá A phải R bằng 1 tại vì cái này bằng 2 mà Bằng 1 trên căn 2, xong rồi Thì từ đó ta suy ra CH Thì bằng căn của X bình phương Cộng 1 phần, 1 phần 2, xong Tới đây là xong, nhá, tới, tới đây là xong Tới đây là xong Được chưa? Ok, như vậy là mình sẽ Tính được cái D2, chính là độ dài CH Nhá ta suy ra D2 Nó bằng căn của X bình Cộng 1 phần 2 Vậy mình nắp vào đây D1 trên D2 bằng căn 3 trên 2, nhá, ta có D1 trên D2 thì bằng căn 3 trên 2. Vậy các em sẽ có được D1 là căn 2X trên căn của X bình cộng 1 phần 2. Chia cho căn của X bình cộng 1 phần 2. Cái này bằng căn 3 trên 2. Thì cái này tương đương với căn 2X chia cho X bình cộng 1 phần 2. Thì bằng căn 3 trên 2. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhân chéo lên xong thầy giải ra thôi. Thì thầy dùng ngũ phép alpha luôn. Đâu rồi? Sâu luôn cho nó nhanh sâu cái này sâu này uh, sqrt sqrt 2 nhân x trên x bình phương cộng 1 phần 2 bằng căn 3 trên 2 ok tới tới đây thì em tìm được x thôi em tìm được x là bài toán giải quyết ok các bạn sẽ tìm được x của chúng ta sẽ là bằng x bằng căn của 3 phần 2 nghĩa là căn 6 phần 2 hoặc là x bằng căn 6 phần 6 uhm. đúng không? Từ đây các em sẽ tìm được hai giá trị của x như vậy nếu mà giả thiết như này thì các em sẽ phải tìm được hai cái giá trị của cái a phẩy m tại vì nó sẽ cái mặt phẳng là a phẩy đúng nhỉ? thể tích của khối năng trụ. Bài 46 gốc của thầy là thầy là đề đề thấy ra là đề chuẩn. Còn bài này là đấy, chiều cao là căn 6 phần 2. Nếu mà căn 6 phần 2 thì nó sẽ căn 6 phần 2 thì nó rơi vào đúng cái trường của chúng ta. Còn nếu mà căn 6 phần 6 thì có loại được không? Để thầy xem nào. X bằng căn 6 phần 6 chả vấn đề gì cả. Không vấn đề gì nên bài này các em phải ra được hai đáp án nha các em nhé Nếu mà giả sử mà đề bài mà sửa ấy thì các em phải ra được hai đáp án. Tại vì căn 6/6 6 không có đề gì cả. Căn 6/6 6 thì lúc đấy nhé, cái mặt phẳng là CA'B' và mặt phẳng A, B, B, ABB'A' nó hợp với nhau nó vẫn hợp với nhau một góc bằng 60 độ. Nhưng mà các bạn nhìn ở đây theo hướng là 120 độ. Tại vì góc ra mặt phẳng thì nó luôn, luôn lấy góc nhọn Thì ở đây nó sẽ có hai trường xảy ra là chuyện bình thường. Là một trường là 60, một trường 120 nên câu này nó sẽ là như vậy. Ở đây các em sẽ có hai cái trường hợp xảy ra và khá hai trường hợp các em không loại được trường nào cả. Được chưa? Ở đây cả hai trường hợp các em không loại được trường nào nhá. Không có không có lý do gì để các em loại. Nên câu này nếu mà giả sử ra đề như này thì đề bài này vẫn phải thêm một người giả thiết nữa. Vẫn phải nên thêm một giả thiết như câu 46 nếu mà đề bài như này nhá. Nghe này. Cho hàm số fx liên tục trên đoạn từ 0 đến 6 và thỏa mãn điều kiện này. Đó và các em có đề f6 thì bằng -2 nhá tính tích phân từ 0 đến 6 của x bình phương nha bích đế x. câu này thì là câu rất là dễ câu này trông này thì bình thường tưởng là khó thôi nhưng thứ hai, câu này rất là dễ đặc biệt những bạn nào mà đã học về chuỗi lai like, bảy 7 buổi tích phân hàm ẩn cái phần bất đầu thức tích phân ấy thì các em làm được câu này ngay lập tức câu này tính là câu dễ nó không phải câu khó chẳng qua là nếu bạn nào chưa học thì câu này sẽ là câu khó các em thấy này giả thiết chúng ta có cái giả thiết này nên các em rất là dễ các em dùng để bất đầu tích phân và kem có được cái để x nhân phải x đế, đế, đúng không thì các em có được như sau ta có này không nó bằng tích phân từ 0 đến 6 của là x nhân với cả d của fx Được chưa? x nhân d fx Rồi, bằng x nhân fx Cận được 0 đến 6 Trừ tích phân được 0 đến 6 của fx nhân với dx Được chưa? Thì các em thay vào Thì cái giá trị này nó là 6 lần f6 Trừ đi tích phân từ 0 đến 6 của fx dx Mà f6 đi vào cho bằng mấy? Bằng âm 2 Như vậy cái này bằng âm 12 Trừ tích phân từ 0 đến 6 của fx dx và do đó các em suy ra được cái tích phân từ 0 đến 6 của cái FXDX Tuyệt vời, nó bằng âm 12 Mà các em có được cái thức gì thích phân được 0 đến 6 của FX bình phương DX nó bằng mấy? Bằng 24 Vậy thì thầy đã dạy các bạn trong khóa học chưa? Ờ, các em đã học cái này trong khóa học chưa? Nào, các em có cái mẹo mà thầy dạy các bạn rồi đấy Các bạn muốn làm theo kiểu tự luận hay nằm theo mẹo? Cách một là mẹo đi Chúng ta gọi cái này là mẹo đi nhá. Và cách hai là tự luận. Thì các bạn muốn làm theo mẹo hay theo tự luận? Chém hoa quả nhá. Mẹo nhá, làm mẹo nó là nhanh nhá. Còn tự luận thì các em xem trong khóa học nhá. Tự luận thì cũng rất dễ thôi, dựa vào mẹo các em làm tự luận. Nào các bạn nhìn này, nếu mà các bạn làm mẹo ấy thì các em làm như thế này. Nó là tích phân từ 0 đến 6 của fx bình phương đó, bạn nào không cho khoa học thì sẽ hơi khó hiểu một chút. Fx bình phương dx. Các em chia cho tích phân từ 0 đến 6 của Fx dx. Bằng bao nhiêu? Ở âm 2 đúng không? Đó, các bạn chém hoa quả này, chém chém này, chém chém này, chém chém này. Đó. Ok, chém hoa quả hết đi. Chém 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 chém. Như vậy từ đấy ta suy ra được là Fx bằng âm 2. Đó là mẹ nhá. Nhưng mà thôi. Còn nếu tự luận ấy thì mình làm như này nhá. Nếu mà tự luận này, cách hai này. Nếu mà tự luận thì các em xét cái tích phân từ 0 đến 6 của fx 2 tất cả bình phương cho thầy. dx. Nó thì bằng tích phân từ 0 đến 6 của cái này thầy đã dạy các bạn cả một cái topic riêng trong khóa y rồi. Các em xem ở IC11F ấy. À, cộng với 4 lần tích phân từ 0 đến 6 của fx dx cộng tích phân từ 0 đến 6 của 4 dx và cái này bằng gì cái này bằng gì đây cái này bằng 24 này cộng 4 nhân với âm 12 này xong cộng với 4 nhân với 6 thì cái này bằng không đó. đó đây là tự luận nhé thì từ đấy ta suy ra được FX của chúng ta sẽ bằng âm 2 với mọi x thuộc đoạn 0 6 từ đó ta suy ra tích phân từ 0 đến 6 của x bình phương nhân fx dx bằng tích phân từ 0 đến 6 của âm 2 x bình phương dx giá trị này bằng bao nhiêu nhỉ Âm 144 đúng không? Nhá Đáp án nào đáp án? D ừ, Hiểu bài không cả lớp? <laughs> nào Nghe này Trong khuôn giáo nó cho 3 điểm A B Và C Biết điểm M thuộc mặt phẳng OXY Sao cho cái này Bằng 17 Được chưa? Khi đó giá trị lớn nhất của MC thì bằng bao nhiêu? Đúng không? Lớp à, mình nghe nhá Nghe này nghe này nghe này à, các bạn để ý này đây nhá các bạn để ý như này câu này thầy mới chế chiều nay xong điểm a nó có cao độ nó thuộc cái trục oz đây oz đây thuộc trục oz thầy cố tình để điểm a có cao độ bằng bốn đây nó đây là o này điểm này có cao độ bằng âm năm B có cao độ bằng âm 5. Đúng không? Đây là cao độ bằng 4 này. Đúng không? Đó. Và điểm M nó thuộc cái mặt phẳng ghi đây mặt phẳng ghi là mặt phẳng vuông góc với trục OZ đây, điểm M. Mà nó thỏa mãn điều kiện là gì? Nó thỏa mãn đó là uh, một 1 trên căn 10 nhân với MA cộng với MB thì bằng bao nhiêu? Bằng 17. Là các bạn nhìn này, các em sẽ thấy thấy nó hơi ức chế một tí đấy. Đây điểm M đây chẳng Thì các em có được là 1 trên căn 10 nhân MA cộng với MB thì bằng 17. Wow. Vậy thì mình 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 mình, mình thu được điều gì từ cái giả thiết này? Các em sẽ cảm thấy nó hơi khó đúng không? Thầy hỏi thật là tới bất bài này có bạn nào thấy khó không? Rồi Thì thường thường những cái giải thiết này ấy, Nó sẽ có một cái ý nghĩa gì đó Nó sẽ có một ý nghĩa gì đó Cụ thể nhá Thầy đặt cho các bạn OM Đặt OM vào X đi nhá. Đặt OM vào X Được chưa Ok, các em nhớ là độ giải đoạn OA này thì bằng 4 này Đây là 4 này Độ giải đoạn OB thì bằng 5 này Vậy thì ta sẽ có được những điều như sau. Thứ nhất là các em nhớ đó con này vuông nhá. Các em nhớ là trục OZ thì vuông góc mặt phẳng OY. Đương nhiên rồi đây mặt phẳng OY mà. Đúng không? Nên ta sẽ có được như này, x bình cộng 16. Nói chung là MA ấy. MA sẽ bằng căn MA sẽ bằng căn của x bình phương cộng 16, đương nhiên rồi. Và MB bằng gì? MB sẽ bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng 12 năm. Đây là theo định lý Pythagore. Được chưa? Theo định lý Pythagore thế thôi nhá. Vậy thì mình sẽ có điều gì? Nào một trên căn 10 Nhân với MA Được chưa Cộng với MB là căn của x bình phương cộng 25 năm Nó bằng 17 Và x dương Ở đây x phải nhận giá trị ý. Thực ra x lớn bằng 0 đi Thì các bạn thấy là hàm số vế trái nó mà hàm số tăng dần Nên nếu có nghiệm nó chỉ có đúng một nghiệm thôi X càng tăng thì cái giá trị vế trái càng tăng Đã cố tình cho như vậy rồi Nên tốt nhất là trong bài toán này Thì các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều Các em nhập vào cho thầy Casio căn bậc 2 của phân thức này. Đây là x bình phương cộng 16 đúng không? Chia cho 10. Đó, xong rồi cộng với căn bậc 2 của Các bạn yên tâm là số liệu mà thầy đã cho ấy thì nó rất là đẹp. Cộng 25. Đúng không? Được chưa? Đó, trừ 17. Đúng không? Đúng không? Đấy, các em ấn ship sâu nhá. Ship sâu. Đó, thầy cũng đã ấn ship sâu rồi, ra x, x bằng 12 các bạn chỉ cần ví dụ nhá bình thường mấy nhiêu các em ấn ship sâu các em tìm được x và chỉ có một nghiệm như thế thôi nên đương nhiên tôi nửa bích bằng 12 làm rất nhanh và các bạn yên tâm là số liệu thầy đã cho thì nó chỉ có đẹp thôi nhá tương đương với x bằng 12 vậy các em x bằng 12 tuyệt vời không vậy về cơ bản ấy là các em có điều này vậy thì cái điều kiện của chúng ta là gì m sẽ thuộc một cái đường tròn tức là độ dài o m không bao giờ thay đổi bằng 12 vậy m thuộc cái đường tròn đường tròn này đường tròn tâm o đúng không? Đường tròn tâm O này, các em để ý này. Bán kính R bằng 12 và thuộc cái mặt phẳng OI. Nào các em hiểu bước 1 chưa? Bước 1 là các em đã tìm xong quỹ tích điểm M. Và xong bước 1 rồi thì cái dạng bước 2 ấy nó đơn giản nhá. Nào các em hiểu bước 1 chưa đã? Hiểu bài comment HB nào. Nếu các em hiểu bài bước 1 rồi các em comment cho thầy HB. Được chưa? Thì đây chính là bước số 1 nhá. Các bạn nghe tiếp này Thầy hỏi các bạn là giá trị lớn nhất của MC Thầy đã ra đề số liệu đẹp lắm mẹ. Các em nhìn cái số to này thôi nhưng thực ra số liệu rất đẹp Các em điểm để ý nhá Điểm C là điểm có cao độ bằng 4 Tung độ bằng 0 Và cái hoành độ À hoành độ bằng 4 Tung độ bằng 0 Cao độ bằng 12 Các em gọi cái hình chiếu của điểm C Đây nhá điểm Đây nhá điểm C đây Thầy này ví dụ như này Ờ Điểm C, ví dụ điểm C đây chẳng Đây, điểm C đây đó chưa, Ok Giả sử hình chiếu của điểm C xuống mặt phẳng OI là điểm H Ok Nhá yeah. Kẻ CH vuông góc với mặt phẳng OI H thuộc mặt phẳng OI Tức là hình chiếu của C xuống mặt phẳng OI là H Thì ta sẽ có được điểm H có Hoành độ và tương độ giữ nguyên OI mà 4-0 0 Và độ dài CH thì bằng 12 Đúng không? Khi mà mình gọi điểm đấy thì CH bằng 12 Thì mình muốn quy về điểm h thì mình thấy là như này mc nó đang nâng nửng mình muốn quy tất cả mọi thứ về mặt phẳng Nhi thì mình sẽ dùng cái định lý Pythagore mình sẽ dùng cái định lý Pythagore nhá ta có đây ờ, ok mc của chúng ta ấy sẽ bằng căn của mh bình mh bình cộng với ch bình đúng không ok thì nó bằng căn bậc hai của gì mh bình bằng mấy mh bình không biết mh bình các em để đấy còn ch bình là 12 bình phương được chưa? Nó là CH bình là 12 bình phương Vậy MC thì bằng MH bình cộng với CH bình Nó là MH bình cộng 12 bình phương Vậy thì để mà tìm mắc của MC Kem tìm mắc của MH là xong Tìm mắc của MH Vậy Kem hãy định hình lại những gì mà mình đang có đây Mình có một mặt phẳng Oy Mình có điểm M nó di động trên cái đường tròn tâm O Bán kính R bằng 12 Và mình có một điểm H Nó có tọa độ là 400 cố định cách điểm O một khoảng bằng 4 và thuộc mặt phẳng Oy là rõ ràng. Được chưa? Điểm H đây là 4 này, đây là 12, điểm M nó di động đây. Vậy khi nào thì MH sẽ đạt giá trị lớn nhất? Thì đương nhiên rõ ràng MH của chúng ta đó, rõ ràng Rõ ràng này MH thì bao giờ cũng nhọn bằng MH thì bao giờ cũng nhọn bằng MO cộng với OH đương nhiên Và MO thì bằng 12 OH thì bằng 4 Như vậy nó bằng 16 MH nhỏ 16. Đúng không? MH nhỏ hơn 16. Dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm của tia đối của tia OH với cả cái đường tròn. Đây là dấu bằng. Vậy từ đó ta suy MC sẽ nhỏ bằng căn 12 Cộng của 16 bình phương cộng 12 bình phương. Thế thôi. Và các bạn yên tâm là số liệu mà thầy Đức đã cho ấy thì nó chỉ có trên cả tuyệt vời. Các bạn cứ thử tính mà xem. Thầy đã tinh chỉnh số liệu cực kỳ là đẹp để các em ra con số đẹp bằng 20. Vậy mắc của cái này bằng 20. <cười> <cười> Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để sao cho cái anh này lớn bằng 0 với mọi x để R. Để cho một bài toán hàm số đúng không lớp mình nhá. Thì khi mà các em nhìn vào bài toán này ấy, các em thấy là x nó xuất hiện trong đây, x nó xuất hiện trong đây, còn cái này là hàng số. Và các bạn thấy là như này này. Nghe nhá. Đây là mx bình phương, đây mx bình phương đúng không? Hai cái mx bình phương đúng không? các em nhìn thấy không? Nên nếu mà các em đặt mới bình phương bằng t thì đây nó là t bình phương. Được chưa? Ok. 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 Thôi được rồi. À, các bạn xét cho thầy cái này đi. Nó chính là m x bình tất cả bình phương này, các em coi này này, trừ đi 40 Nấn m x bình phương này, đúng không? Xong rồi trừ đi đây là m bình phương cộng với m cộng với 420. Đó thì cái này thầy gọi nó là f(x) đi nhá. Bằng cái này. Được chưa? Đó, và các Cần tìm M để sao cho cái này lớn bằng 0 Fx lớn bằng 0 Với mọi x thuộc R Vậy cái tư duy của chúng ta là gì? Là chúng ta sẽ cố gắng đi xem xem là Tìm M để cái giá trị nhỏ nhất của Fx khi mà x thuộc R nhá Cái này cũng phải lớn bằng 0 Vậy bài này về cơ bản nó là một bài toán min-max nó nó là một bài toán min-max Đúng không? Vậy thì chúng ta làm nào để mình xử lý tiếp bước này Min của Fx lớn bằng 0 thích các em tưởng tượng nếu như cả giả sử đặt M x bình phương bằng T ấy, Thì cái đây là T bình phương chỉ đi 40T là các em tìm nó min theo t nhưng vấn đề lúc đấy là dấu bằng có xảy ra hay không thôi nhá thì bây giờ mình xét này mình xét này nào fx mình viết nó dưới dạng là mx bình phương trừ đi trừ đi bao nhiêu đấy trừ đi uh... thôi rồi viết từ từ ra không các em không hiểu trừ đi 40 mươi mx bình phương xong cộng với đây là hai x hai là bốn trăm à đâu cộng cộng từ đã đúng không nhỉ 20 bình phương là cộng với 400 đúng rồi đó đây là hàng đẳng thức em nhá. Thì cái này là trừ đi m bình phương cộng m cộng 20. Được chưa? Thì cái này bằng gì đây cả lớp? Nó là mx bình phương trừ đi 20. Tất cả bình phương. Trừ đi m bình phương cộng m cộng 20. Và kệ tới đây các em gặp một cái lỗi rất nhiều bạn làm sai là các em cho luôn cái này lớn bằng 0. Cái này lớn bằng 0. Nên cái min này bằng cái này. Các em sai là sai chỗ đấy. Các em sai rất nhiều là sai chỗ này này là kem cho luôn cái này đỡ bằng không và kem cho luôn min lại bằng cái này nhưng dấu bằng nó có xảy ra hay không đấy là một câu chuyện khác dấu bằng xảy ra khi mx bình phương trừ hai nó phải bằng không nó phải tồn tại x để sao cho mx bình phương trừ hai bằng không điều đó có nghĩa là dấu bằng xảy ra thì mình phải xét cái trở của m nên câu này nếu kem làm này là cam sai nên bài này tại sao mà thầy đặt ở vị trí số 49 là câu khó mặc dù kem tưởng nó dễ nhưng thực ra nó chưa phải là dễ đâu nhá yeah. thì các em để ý này các em để ý này nghe kỹ này nghe kỹ này nghe kỹ này ở đây nếu mà m lớn không thì có dấu bằng Nên thầy xét chờ 1 nếu m lớn không Nếu m lớn không nhá Nếu m lớn không Thì ta có được là như này Rõ ràng là fx Lớn bằng âm m bình phương Cộng với m cộng 20 Với mọi ít thuộc r Chắc chắn rồi Dấu bằng sẽ ra khi nào Tại sao phải xét m lớn không Tại vì có dấu bằng mx bình phương trừ 20 Nó phải bằng 0 Tức là các em sẽ có được x bình phương Nó bằng 20 phần m Đó Vậy sẽ ra dấu bằng Chưa nói sẽ ở bằng ngay nhá, sẽ ở bằng. Nên ta cần có điều gì? Nào min của fx bằng gì? Min của fx chính là cái này. Min fx lớn bằng 0. Điều kiện cần và đủ tương đương với âm m bình phương cộng m cộng 20. Lớn bằng 0. Thì các em tương đương được điều gì? Nào các bạn Casio ra. Menu menu này 922 âm 1 1 20. Rồi, 5 âm 4. Thì các bạn tương đương được là âm 4 bén bằng m, bén bằng 5 cần điều này đúng không nhá rồi nhá rồi đó mà mờ lớn không mình đã xét mở lớn không nên trong chập này mình có không bé mở bé bằng 5 nhưng đây mình đã xét một chập thôi mình vẫn cần phải xử lý nốt cái chập còn lại là nếu mở bé bằng không thì sao nếu mở bé bằng không thì sao rất nhiều bạn tới đây là các em đã làm sai rồi đấy là các em chọn được phương án d là sai thấy tin chắc chắn là tới đây rất nhiều bạn làm sai nếu mở bé bằng không thì sao thì các em để ý này khi mở bé bằng không ấy thì ta có được điều gì nào các em để ý là mục đích của mình cũng là đi tìm min mà đúng không và khi mở bé bằng không ấy thì tự khắc các em để ý này cái thằng này này thì bao giờ lớn bằng không rồi dấu bằng sẽ khí bằng không cái thằng này này thì bao giờ cũng thế cũng sẽ lớn bằng không luôn tại vì mở bé bằng không thì âm 40 mở lại thành lớn bằng không nên là âm 40 ở nhân x bình phương là lớn bằng không đó vậy thì cái này đều lớn bằng không nên đây đây là min và có dấu bằng dấu bằng sẽ khi chẳng hạn x bằng không đúng không đây đây là min luôn này khi mở mở không đây là min luôn này hiểu 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 vấn đề không nhỉ m mà bé bằng không thì cái này là min luôn hai này đều lớn bằng không mà đó thì ta có này cái m bình x mũ 4 thì bao giờ nó bằng không với mọi x r và cái âm 40 m nhân x bình phương cũng lớn bằng không đúng với mọi thuê r khi mở bé bằng không thì mình có điều điều đó từ đó ta suy ra được Fx của chúng ta lớn bằng âm m bình phương cộng m cộng 420 Đúng không? Đó, dấu bằng xảy ra, dấu bằng xảy ra chẳng hạn x bằng 0. Dấu bằng kem có x bằng 0 nó sẽ ở bằng ngay. Từ đó ta suy ra trong trường này ý, thì mình có được min của Fx. Nó là âm m bình phương cộng m cộng 420. Nên ta cần có điều gì? Trong trường này ta cần có điều gì? Min lớn bằng 0, tức là kem có được âm m bình phương cộng m cộng 420 lớn bằng 0. Điều này xảy ra khi nào? Nào, các em bấm menu 922 âm 1 1 4 20. Ok. Âm 20. Bén bằng m, bén bằng 21. Mà m bén bằng 0, ta suy ra âm 20 bén bằng m, bén bằng 0 nhá. Vậy tổng kết lại này, vậy này. Mình có được những điều gì đây? Thứ nhất, không bén m bén bằng 5. Thứ hai là âm 20 bén bằng m, bén 0, bén bằng 0. Nên điều này xảy ra khi nào? âm 20 bén bằng m bén bằng, bén bằng 5. Nên chúng ta sẽ có được 26 giá trị của m thỏa mãn. C. Ừ. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình này này có đúng hai nghiệm trên đoạn từ âm 6 đến 3. Nghe kỹ nhá, nghe kỹ nhá, rất là vui là vì là hơn 11 giờ rồi nhưng vẫn còn 800 bạn đang xem cùng thầy. Nếu mà kết hợp cả hai nền tảng thì cũng gần 1000 bạn tất cả. Như vậy là các bạn vẫn rất là chăm chỉ và cũng muốn thầy chữa lốt câu này đúng không? Thì các bạn nghe này. Tại sao thể chế để một cái bài toán như thế này Bài này thì có hai bước Bước 1 là các bạn đơn giản hóa Các em phải quan sát nhé Cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì Các em nhìn thấy x bình cộng m đây chuyển về ra x bình cộng m này Nên cái này là 12 lần nô ga cơ số 5 của x bình phương cộng m này Trừ đi đây là x bình phương cộng m đúng không Xong rồi cộng với 1 thì bằng 0 Đúng chưa Đúng không Đấy Nghe kỹ này Nghe kỹ tới đây mình làm nào Tới đây làm nào Tới đây các em đặt cho thầy cái x bình phương cộng m bằng t Thì phương trình nó sẽ tương đương với 12 lần nô ga cơ số 5 của t trừ t cộng 1 bằng 0 Và mình xét hàm số gt là hàm số này Hàm số này này Đó Hàm số này là hàm số gt Được chưa Ok thì các bạn thấy ngay được nào GT nó sẽ có luôn một nghiệm là T bằng 1, chắc là một chắc chắn là nghiệm rồi T bằng một thì chắc chắn là 100 nghiệm Và nó chỉ có tối đa hai nghiệm thôi, thầy sẽ giải thích nhá Các em có G phẩy T bằng gì? G phẩy T nó là 12 uh, 12 nhân 1 trên T nên 5 Trừ à, đi 1 Đúng không? Thì ta suy ra G phẩy T Nó sẽ bằng 0 Xảy ra khi ghi T nó sẽ bằng Chuyển về đến đây à, Đúng nhỉ? Thầy nhìn lại chắc Đúng không? T bằng 5 phần 12 Do đó các bạn nhìn này Các bạn nhìn nào T chạy trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng Thì G phải T nó sẽ bằng 0 G phải T nó sẽ bằng 0 Xảy ra khi T bằng nền 5 phần 12 Nó sẽ bằng 0 đây Được chưa Và trong khoảng này thì em chuyển về nên thì nó sẽ đổi dấu từ dương sang âm Vậy GT nó sẽ đồng biến đi lên đây Và nó nghịch biến đi xuống Vậy rõ ràng là GT bằng 0 nó có tối đa hai nghiệm Đấy làm tự luận thôi Còn làm trắc nghiệm được em dùng Casio luôn Được chưa Nó sẽ có tối đa hai nghiệm Mà các em nhận xét này G1 thì bằng 0 Và G thầy cố tình cho cái phương án này là G bao nhiêu nhỉ G25 G25 thì cái này là 12 nhân 24 chỉ đi 25 cộng 1 Bằng 0 đó, đấy, các bạn thấy cái số liệu mà thầy Đức đã ra để Thì các bạn yên tâm là nó rất rất là đẹp Thầy phải ngồi thầy làm thì có khi nhanh đấy nhưng mà để mà chế những bài này ra số liệu đẹp mất thời gian phết đấy đây là hai năm này được chưa các bạn hiểu bài không nhá còn tất nhiên nếu mà các bạn casio thì các em có thể ra luôn đấy casio có khi là ra luôn nhá casio có khi ra luôn nhá 12 trên năm á t bằng a à, mười trên năm thì viết nhầm thôi không quan trọng đâu ok cảm ơn các bạn nhá cái này là 12 trên năm năm mười trên nén nên năm nhưng thực ra nó không quan trọng đâu rồi nha nhiều dù sao cũng cảm ơn các em vậy thì cái phương trình GT bằng 0 là phương trình đề bài ấy, nó sẽ tương đương với T bằng 1 hoặc là T bằng năm. Tức là các em sẽ có được cái phương trình đó là x bình phương cộng m bằng 1 hoặc x bình phương cộng m bằng mươi năm. Nhá. Thì cái này các em sẽ cô lập m sang là các em có được uh, m sẽ bằng 1 trừ đi x bình phương hoặc là m sẽ bằng mươi năm trừ x bình phương. Bước cuối cùng là mình biện luận Biện luận trên cái đoạn từ âm 6 đến 3 nhá. Thì bây giờ nhá, các em xét hệ trục tọa độ xy Các em vẽ hai đồ thị. y bằng 1 x bình phương và y bằng 25 x bình phương. Và các em vẽ này vẽ trên cái đoạn tầm 6 đến 3 thôi. Âm 6 đến 3 thì cố tình cho như vậy. Thì số liệu các em sẽ nhìn ra được nó cũng rất là hay. Nó đều có điểm cực trị x bằng 0. Nhá. Thì đầu tiên thầy sẽ vẽ đồ thị này trước đi. Thì x bằng âm 6 thèm vào đây nó là âm 3 năm này Thôi vẽ bút đỏ đi, cái đầu tiên thầy cho bút đỏ đi Cái này là âm 30 năm này Đúng không? Âm 6 Nên đến uh, x bằng 0 thèm vào đây nó là Nó là 1 này Xong kéo xuống đây 3 thèm vào đây là âm 8 này Thì đây chính là y bằng uh, 1 chữ x bình phương Còn cái đồ thị kia thì cũng có dạng như vậy Nhưng mà nó khác một cái là 2 năm chữ đi uh, 3 năm À 2 năm sẽ nào, menu 1 xem nào. 25 trừ đi 36. Nó sẽ chạy từ âm 11 nhá. Đây là âm 11 này. Chạy lên đây là 25 này. Chạy lên đây đó là mấy? 25 trừ đi 9 bằng bao nhiêu? Ờ, sao các em cho tương giao thôi các em? 16 này. Đúng không? Vậy thì bây giờ khi mà các em nồng hai cái đồ thị này lại với nhau thì các bạn sẽ có được cái thấp nhất là âm 35 này. Xong đấy âm 11 này. xong rồi đến uh, âm 8 à. Xong rồi đến 1. Đây. Đó. Đây là âm 35 này, đây là 1 này. Đó. Ok. Đây là âm 35 này, đây là 1 này. Rồi âm 8 này Xong cái tiếp theo thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái âm 11 này Âm 11 thì nó nằm ở đây đi nhá Ví dụ tầm đây đi Xong đi đến 25 Xong đến 16, 16 vẫn cao hơn số 1 Đây âm 11 đây Xong đến 25 Xong đến 16 đây mình đồng hai đồ thị đại với nhau Thì kem vẽ cái đường y bằng mờ ra Để điều kiện là có đúng hai nghiệm Thì kem vẽ đường y bằng mờ ra Kem nhớ là những bài này kem lấy được các đầu mút hết nhá Đó thì để mà có đúng hai nghiệm thì đường y bằng m các em thầy sẽ vẽ bút màu đen vẽ nét liền bút màu đen thì điều kiện có đúng hai nghiệm là gì đây có mấy nghiệm đây đây có một nghiệm thôi không được nhá Nó sao cắt tại hai điểm bắt đầu đây là có đúng hai nghiệm này ok này như này nó rất ok luôn nhé như này là ok này như vậy trường đầu tiên là ở cái đơn này các em sẽ có được âm 11 này nó sẽ bé hơn bằng m cũng được và nó phải bé hơn âm tám bằng âm tám là fail bằng âm tám là không chấp nhận được nhá bằng âm tám thì nó thành ba nghiệm mất rồi mà vượt qua âm tám tí cũng không được Vượt qua âm 8 tí là nó lại thành ba nghiệm mất rồi. Nhá, các em nhìn là cắt đi. Tới đây là có hai nghiệm này. Ok, tới đây là ok này. Rất là ok này. M bằng âm 1 này. M bằng 1 là ok này. Đó. Xong vượt qua một tí là không được, vượt qua một tí còn có một nghiệm mà thôi. Nhá. Xong chạm vào đây cái là ok luôn này. Đó, chạm vào đây hoặc nó một cách khác là tới đây là ok luôn này. Như vậy là cái này các em có được chiều tiếp theo là 16 này. Bén bằng M này và bén 25. Vậy kết luận của chúng ta là gì? Nào, 16 bén bằng m Bén 25 M bằng 1 Hoặc là âm 11 bén bằng m Bén âm 8 Đúng không? Vậy thì từ đó ta suy ra được m sẽ nhận các giá trị là gì? Âm 11 Âm 10 Âm 9 1 này, 16 17 24 Có bao nhiêu số đây? À, 3 cộng 1 cộng với 24 trừ 16 chia bằng cộng 1 nó có 13 giá trị nhá. Đáp án to nhất 13 giá trị.